Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chương trình, đó là chương trình Elite Trader. Đây là một trong những phần mềm đi song hành với cùng với Photoshop, nó là tạo ra bộ đôi quyền lực. Tôi nói cho nó là quyền lực nhá. Bởi vì để muốn thay thế nó cực kỳ vất vả luôn. Ví dụ các bạn có thể dàn trang như là sách báo trên Elite vẫn được, nhưng với điều kiện là làm hơi vất vả và nó không chuyên nghiệp được như InDesign, nhưng nó liên thông sang InDesign được. Đấy nhá. Và tất cả những sản phẩm tầm trung, thì từ A4 đổ lên đến A3, đến 60, 90, đến 60m2, đến 80m8 là Inloot nó kiểm soát hết. Còn những sản phẩm mà to hơn, ví dụ như 5m, 10m thì các bạn nhớ cho tôi hãy dùng chương trình, đó là chương trình Corel. Và chắc chắn là chương trình Corel, nếu bạn nào đi làm sự kiện mà không dính cái này mới là chuẩn lệ nha. Và khi đầu vào của các bạn, khi vào thi vào các giá trị về in ấn là các bạn sẽ phải biết in ấn kiểu gì, biết Photoshop này đúng nha, hiểu không ạ? Còn nếu không biết thì xin lỗi là tôi sẽ không chọn được bạn và xin mời bạn đi chỗ khác ạ. Thế là chỉ rất đơn giản vậy thôi. Và tất nhiên làm in của chúng ta thì nó rất là rộng, và trong giá trị như tôi đã nói với bạn biết là 10 buổi chúng ta không bao giờ thể hiện hết được. Ví dụ đặc biệt cái phần thiết kế logo của các bạn là cực kỳ vất vả. Em biết thiết kế logo không ạ? Logo người ta cả một cái học phần rơi tầm dài khoảng 1 đến 2 tháng. Bây giờ bạn đánh đổi làm sao được lấy được logo được, phải trừ một điều như này. Bạn muốn có được điều đó thì bạn phải liên hệ với tôi. Có nghĩa là học xong chúng ta có thể tương tác, đúng không ạ? Tương tác gì tôi sẽ hỗ trợ các bạn miễn phí, được chưa? Nha. Dù sao chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên mà, đúng không ạ? Miễn phí là sau khi mà học xong các bạn muốn hỏi tôi về logo thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn được. Được chưa? Ok, việc đầu tiên cũng giống như các chương trình khác thì các bạn nhìn vào đây này, New, nhìn thấy chưa? New File, hoặc là các bạn sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào Ctrl N nhá, nhìn thấy chưa? Rất rõ ràng, chúng ta đi từng bước một. Có nhiều người học xong sang Inloot thì bảo là ôi sao cái này dễ hơn là Photoshop, bởi vì nó không cần layer. Và tôi nói thật cho bạn biết là trong Inloot người ta chia là hai dòng người. Dòng người là thích dùng Inloot như lại có layer, còn thể loại thứ hai thì lại không thích layer. Đấy, thì tôi là thể loại thứ hai. Tôi chỉ làm có layer khi mà tôi quyết định đưa hoàn toàn Inloot sang After Effects để tôi làm những sản phẩm như là chuyển động cho nhân vật hay cái gì đó thì tôi mới làm thôi. Còn bình thường tôi để nguyên để tôi quản lý nó cực kỳ dễ nha. Thì các bạn nhìn này, New File, tất nhiên ở đây nó sẽ có kích thước cho các bạn, và ở đây nó cũng có giống như chương trình của Photoshop. Đây là khả năng phục vụ của một chương trình. Chúng ta có biểu tượng mobile, có web, có in ấn, và có video ăn phim, và có app. Nhưng thằng Inloot mạnh nhất đó là in ấn. Bởi vì hồi xưa sinh ra cái máy in gọi là in offset, thì nó sinh ra một cái phần mềm đi kèm với nó, nó chính là Inloot đấy ạ. Các bạn nhớ nhá, thằng này đứng số 1 về màu sắc luôn, không thằng nào đứng được số 1 ngoài nó đâu nha. Nói về điểm ảnh thì chắc chắn là không bao giờ thằng nào vượt qua Photoshop được, nhưng nếu nói về màu sắc thì không thằng nào vượt qua Inloot đâu nha. Thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng nó có thể làm được những cái công tác của Photoshop nhưng không thể thay thế được. Mỗi thằng có một sức mạnh riêng biệt, và khi kết hợp lại cuối cùng cũng chỉ tạo ra một sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn và chuyên nghiệp hơn thôi. Và nhớ một điều rằng chúng ta luôn phải kết hợp. Và đôi lúc cái người mà mới học như chúng ta thì chúng ta phải bắt một phần mềm của chúng ta phải làm vượt cấp nó, có thể làm những cái điều khó từ phần mềm kia có được không, chúng ta tư duy sang cái này có thể làm được cái bút nó không, cái này có thể làm được cái hình nó bay bay được không, đấy ví dụ thế. Và chúng ta bắt nó thì chúng ta mới suy nghĩ được là vậy làm những cái hiệu ứng nó khó ra là sao nữa. Các bạn nhìn chưa? Ok. Và lúc này nó sẽ có một cái đơn vị cho các bạn lựa chọn, đó là gì? Chúng ta chọn A4 thì lúc này tính theo PT. Mọi người nhìn thấy PT chưa? Thì tất cả những cái sản phẩm được tính trên giá trị Inloot của chúng ta này hơi ngược so với Photoshop là đều tính trên CMYK, là xanh đỏ vàng đen. Bởi vì nó in một sản phẩm theo xanh đỏ vàng đen. Và nguyên tắc của cái này là tuyệt đối là không bao giờ được quyền làm xong xuất file rồi thành một cái ảnh xong gửi qua Zalo hoặc Facebook thì sai tết tật tè về màu. Tôi cũng nói luôn cho các bạn, bởi vì để tránh trường hợp mà có nhiều bạn nói thế em xuất file đúng mà nhưng em gửi qua Zalo thì màu này sai, bởi vì lý do là cái này không phải để gửi file như vậy. Các bạn hiểu ý này tôi không ạ? Bởi vì Zalo của chúng ta tồn tại dưới dạng hệ màu là RGB nhá. Tôi nói cho bạn biết là có rất nhiều người xem thường cái này, xong có một ngày đẹp trời đi làm tự nhiên mất luôn một khách hàng, lý do gửi vào người ta thấy màu xấu quá
thôi em không làm với anh nữa đâu. Tất nhiên, bởi vì sao, chúng ta không để ý cái này của tôi. Thế thôi, các bạn hiểu cái này chưa? CMYK là xanh đỏ vàng đen, và nguyên tắc của in offset người ta in theo từng màu nha, và người ta ra phim ra kẽm để người ta in theo từng màu nên thì mới ra được cái ảnh của các bạn đấy. Thế thôi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn đây, tôi sẽ chọn đơn vị cho in ấn đó là theo cm, như tôi đã nói cho các bạn rồi. Cái gì in ấn thì chúng ta chọn cm và mm đây ạ. Rõ chưa? Chốt lại cái vấn đề về kích thước cho tôi. Ví dụ tôi chọn cm thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị cái khổ giấy A4 của bạn là một cái khổ giấy cực kỳ quen thuộc. Đó là một chiều 21 và một chiều là 29.7. Đúng không ạ? Và tôi cũng nói cho bạn biết là cái bản chất của cái việc chúng ta đi học như này là chúng ta học về bố cục. Các bạn nhớ nhá, chúng ta học bố cục tốt là chúng ta sau này sẽ thắng hết, làm cái gì cũng được. Các bạn có đồng ý với tôi là sau này bạn thiết kế một cái áo thun thì có phải là chính là bố cục của cái hình và chữ không ạ? Bạn đọc trong hình chữ nhật đúng không ạ? Chính là cái miếng áo phía trên của cái gì? Cái áo mà. Bạn làm một cái nhãn mác này có phải là bố cục trong hình chữ nhật không các bạn? Nó vẫn là chữ và hình nói. Rồi các bạn làm những cái bao bì nhãn mác đều là bố cục về hình và chữ. Vậy thì chúng ta chỉ cần xuất sắc về chuyện hình và chữ và bố cục thôi thì sau này chúng ta làm được tất cả mọi thứ. Ví dụ chúng ta học xong này bảo thế ơi, tại sao thầy không dạy em về bao bì? Đúng rồi, các bạn biết bao bì người ta lại cũng phải mất 2 tháng đâu không ạ. Nhưng liệu có một ngày nào đó mà khách hàng người bảo em thiết kế cho tôi bao bì em có dám làm không? Làm chứ, lý do là sao ạ? Vậy thì công việc đầu tiên là các bạn hỏi cho tôi nha, anh ơi anh gửi cho em thứ nhất là cái sản phẩm anh cần làm bao bì nhá. Ok, để đến nào đo, em biết đo không ạ? Đo để nó chiều cao, chiều dài, chiều rộng bao nhiêu để mình làm ra cái bao bì là cái hộp ấy đựng nó, đúng không em? Còn loại thứ hai là nó có bao bì rồi, bây giờ nó yêu cầu là phải thay áo. Em biết thay áo là gì không ạ? Hồi xưa nó mặc cái áo xanh, bây giờ mình thay một cái áo tím có hoa cho nó đẹp hơn. Ok, thì mình sẽ thay nó bằng cách nào? Thì bây giờ anh ơi anh có thể gửi cho em một cái hộp trước của anh làm được không ạ? Để làm gì ạ? Chuyển ship với cho em để làm gì ạ? Để em bóc ra. Em biết bóc ra không ạ? Bóc ra để là dàn trên mặt phẳng là xem nó có bao nhiêu mặt. Em biết cái bao bì không ạ? Cái bao bì chính là cái hộp bảo vệ sản phẩm. Nó có bao nhiêu mặt thì mình sẽ đo nó bao nhiêu mặt. Ví dụ nó có 5 mặt, 6 mặt, 7 mặt, 8 mặt thì mỗi một mặt ấy có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu và vị trí nó nằm ở vị trí nào, nội dung trên từng mặt ấy có cái gì. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không? Nên là sau khi bạn đo xong thì bây giờ bạn chỉ việc trang trí theo từng mặt, làm sao cho nó đẹp, nó có sự liền mạch với nhau là ngon rồi. Và cuối cùng là bạn sẽ làm ra một cái phối cảnh, bạn ghép các mặt lại với nhau để tạo ra một không gian 3D để thuyết phục khách hàng thôi. Hiểu cái này chưa? Nha. Đấy là câu chuyện là tại sao vẫn dám làm chứ. Đúng chưa? Còn nếu mà các bạn chưa biết làm về nó không có một cái bao bì nào cả thì chắc chắn là bạn phải mang một cái hộp về, bạn bóc ra để bạn mô phỏng. Còn một trường hợp thứ ba là khách hàng có file sẵn rồi. Em biết file sẵn là hộp không? Và người ta yêu cầu thiết kế lại, bởi vì sao, thiết kế xấu quá tôi cần thiết kế lại cho nó đẹp hơn, đúng không? Bây giờ nhá, tại sao thế bạn, tại sao lại không làm hộp to ra? Bởi vì nói cho các bạn biết, làm hộp to ra thì có phải nó in phải nhiều tiền không em? Nó có phải đi giấy, nó có phải mua cũng bằng nhiều tiền không ạ? Đúng chưa, các bạn đồng ý tôi không ạ? Và đôi lúc nó gây ra một cái trường hợp rất là lãng phí. Nên cái việc thường bây giờ ấy, người ta sẽ chọn một cái phương pháp, thứ nhất là cái bao bì nhãn mác, hay chọn một cái phương pháp là thay áo. Biết thay áo không ạ? Là thay cho nó một cái áo mới, nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn, trông nó xịn sò hơn để nó bán giá cao hơn. Em có thể cùng làm một sản phẩm nhé. Nhưng em có thấy là cái thuốc ấy, thuốc ba số và thuốc thăng long, tại sao ba số đắt thế? Em thấy cái bao bì nó khác không? À, tất nhiên cũng liên quan chất lượng, nhưng mà bản chất là đều từ gốc một cái làm ra thuốc đấy thôi. Thì các bạn nhớ một điều rằng tại sao chúng ta làm một cái bao bì mà đặt vào trong shop thời trang nó khác với việc bán về về hè. Các bạn có thấy nó có cái bao bì chính là cả cái không gian đấy không ạ? Không gian xịn thì tôi đối thôi, bạn biết bạn vào bạn mặc cả còn khó, đúng chưa? Vậy muốn bán được hàng thì các bạn có thấy là cái sự chuyên nghiệp của bao bì nhãn mác có quan trọng không anh? Bạn đi bán một sản phẩm mà ảnh của bạn bị mờ, các bạn có thấy chết không? Đúng chưa? Người ta chỉ tin vào những cái thứ đầu tiên là nhìn thấy đã, ở trông bắt mắt, trông sắc nét. Ok, chọn chọn xong phải kiểm tra chứ, khách hàng bây giờ khôn nó, đúng không? Rồi bây giờ nhé, tiếp theo này tôi giải thích cái chiều này. Đầu tiên các bạn đánh tên cho tôi, thứ hai các bạn đánh kích thước chiều dài, chiều rộng, được chưa? Tiếp theo
Các bạn có nhìn thấy đây là khổ giấy nằm ngang và nằm dọc không ạ? Và tiếp theo ở đây nó có ABAP cho các bạn. Từ phiên bản CCS5 ngày xưa thì nó không có tính năng dàn trang. Còn sinh ra đến từ phiên bản CC là nó có tính năng dàn trang rồi, nên nó sinh ra cái ABAP này nhiều hơn. Ví dụ trong một cái quyển catalog của chúng ta nó có bao nhiêu ABAP? Ví dụ như là từng trang em làm 10 trang, 20 trang. Nhưng đối với Inut thì tôi khuyên các bạn là chỉ thực hiện 6 trang trên một file thôi. Em có thấy là quyển catalog nó có nhiều trang không? Nhưng chỉ làm 6 trang một file thôi. Bởi vì sao? Nếu bạn không tuân thủ theo cái giá trị này, một ngày nào đó đẹp trời bạn tham, bạn tăng giá trị 20 trang, bạn làm được, bạn xếp được, nhưng mà bạn lại không mở lại được bởi vì nó quá nặng. Và cái này tôi đã phải trả giá bằng kiến thức thật luôn. Là tôi đã dựng một cái quyển catalog cho một cái thương hiệu về loa Master Audio, và tôi đã dựng cái trang số 15. Máy hồi xưa rất cùi rồi. Và sau khi dựng 10 năm xong xếp lại được rồi thì tôi lại không mở lại được nữa. Bởi vì sao? Không mở được, file quá nặng. Và tôi đã mang cái file đó đi xuống một cái người có cái máy cây, đó là làm về 3D Max, mà cũng không mở được luôn. Và xin chúc mừng là chúng ta lại dựng lại từ đầu. Và bắt đầu tôi lại phải dựng lại từ đầu các bạn. Thấy chưa? Và tất nhiên là cái sự thành công nó bắt buộc từ những cái sự thất bại của tôi, đúng không? Và tôi đưa cái lời khuyên đấy cho các bạn. Tất nhiên máy bây giờ nó xịn hơn, đúng không? Nhưng mình cứ cho nó an toàn đi, làm nhanh có phải sướng không? Mình tách ra 6 trang tiếp theo, vậy thì có nghĩa là có 12 trang. Và một quyển catalog thì trang đầu tiên là 300.000 và tất cả trang trong là 150.000, và bạn cứ thế là bạn đánh giá cho khách hàng thôi. Hiểu chưa ạ? Ví dụ một quyển menu em có thấy nó có trang bìa không? 300k. Tất cả trang trong 150k. Vì nếu trang đấy là nó rơi tầm khoảng 20 trang thì yên tâm, nhân lên thành tiền. Em biết thành tiền là tiền triệu không? Vậy thì nếu cái form đấy mà các bạn xây dựng bằng template mà có sẵn rồi thì các phải bạn làm nhanh không em? Đúng không? Đấy là một trong những phương thức là xây dựng để kiếm tiền, xây dựng để đi làm, và xây dựng để làm gì á? Để làm những cái thứ truyền thông trên mạng cho nó đẹp, để sau này bạn có hồ sơ mà. Chứ chúng ta chả nói gì khi mà chúng ta không làm được, đúng không ạ? Rồi nhá, sau tiếp theo này, ở đây nó sẽ có vùng blip cho các bạn, đây là vùng bù xén. Tôi sẽ ví dụ cho bạn, vùng bù xén nó sẽ rơi dao động từ 0.1 đến 0.3. Nhìn này chưa? Hiểu cái đoạn bù xén này chưa? Và sau khi tôi làm xong, tôi ấn OK cho các bạn trước nhá. Nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Độ phân giải tất nhiên là 300 rồi. Vùng bù xén của trái phải trên dưới là 0.3. Nhá, người ta đang dao động từ 0.1 đến 0.3. Các bạn đừng nên làm to quá bởi vì nó rất lãng phí về giấy. Bởi vì cái giấy đấy người ta rồi dành cho việc để in card visit hoặc là in một số thứ khác nữa. Các bạn hiểu không? Cái nhà in người ta tận dụng từng tí một để kiếm tiền. Người ta bán giấy vụn giá đắt, đó là gì? Tận dụng những cái miếng giấy thừa để người ta in những cái card visit. Ví dụ bạn in catalog thì các bạn có thấy là cái phần thừa giấy bên ngoài nó nhiều không? Đặt thêm cái card visit vào nữa. Thế là tự nhiên in được cái hộp card visit, mà card visit thì em bán là có thể là 100, 120, 150 một hộp. Nếu bán 5 hộp bạn có thể lấy giá 50, nhưng lúc đấy là bán giá gì? Giá thành cực kỳ cao với giá giấy vụn. Em hiểu cái này chưa? Nên tại sao trên mạng bây giờ người ta vẫn có là làm cả visit 5 hộp, nhưng mà giá thì tùy theo khách. Có những người lấy 50, có những người lấy 60, có những người lấy 120, có những người lấy 200 mà. Bởi vì tùy thuộc khả năng bạn nói năng có tốt không, thương hiệu bạn có ngon không, đúng không ạ? Tất nhiên thương hiệu mà ngon thì chả có lý do thì nó lấy giá thấp cả. Các bạn đồng ý tôi, giống như bao thuốc đấy em, đúng không? Nó là thương hiệu, nó là vỏ ngoài đấy. Vậy thì em có tư cách pháp nhân nhà công ty thì bao giờ lấy giá chẳng cao hơn là một người làm tự do. Em đồng ý tôi điều đấy không ạ? Nên là đấy là lý do tại sao là làm bên ngoài đấy, chúng ta phải có thương hiệu cá nhân. Ok? Giờ tiếp theo nhá. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái vùng blip này, tôi tích vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó tạo ra một khổ giấy nhưng nó có cái viền đỏ. Nhìn thấy viền đỏ chưa? Ví dụ tôi thiết kế một cái sản phẩm của tôi nó là màu xanh. Thế nhá, tôi vẽ đúng bằng cái khung nhá. Đây, cái sản phẩm tôi đúng là bốn nó là màu xanh da trời nhá. Và tất nhiên là màu xanh da trời như này thì các bạn dễ nhìn này, tôi sẽ bỏ cả viền luôn, mất viền. Đoạn này tôi không còn giải thích vội bởi vì tí nữa tôi sẽ giải thích kỹ đoạn này được chưa? Tôi đang giải thích vùng blip là cái gì. Đây ạ. Và các bạn có đồng ý với tôi là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Đấy nhá. Các bạn nhìn thấy không? Có phải in xong là in trên giấy trắng không? Các bạn đồng ý tôi là in sản phẩm trên giấy trắng không? Và in trên giấy trắng thì các bạn có thấy là các bạn phải cắt cái sản phẩm này ra để mang về đưa cho khách hàng không? Cái này này chính là sản phẩm của các bạn. Làm xong phải mang cái sản phẩm này đi cắt, đi cắt là cắt ra cái sản phẩm này này. Thì tôi hỏi bạn nhá, bạn đặt một cái con dao cắt vào đây. Đây, theo đúng chiều dọc đấy.
Thế nhá, con dao cắt là đặt như này. Đặt đúng thẳng tưng như này. Đây đặt như này. Để cắt theo đúng đường biên như này đúng không? Nhìn chưa? Và tôi chúc mừng các bạn là con dao cắt này để chạy bằng cơm. Hiểu chạy bằng cơm chưa? Và chạy bằng cơm thì các bạn đưa cái miếng cắt vào bạn cắt như này, tôi đảm bảo rằng nó sẽ rất dính giữa vị trí xanh và trắng. Có đúng không? Tôi đố bạn mà có thể cắt được một phát mà xanh không đấy. Lý do, nó thấy em cắt được. Vậy thì chỉ có trường hợp là em đặt con dao cắt lui ở phần xanh thôi. Em đồng ý tôi điều không ạ? Thì cắt phát nó xanh ngay, nhưng mà đặt bằng mép giữa xanh và trắng, tôi đảm bảo cho bạn biết cái giấy nó sẽ ặt ra ặt vào một tí, nên nó sẽ bị nem nhem cái phần viền trắng và xanh. Nha. Hiểu cái này chưa? Nên thường thường khi thiết kế người ta bao giờ cũng sao á? Nếu mà nệm vào phần màu xanh thì không bao giờ có màu trắng, nhưng lại nội dung của chúng ta đang căn giữa thì đôi lúc bị lệch sao? Em hiểu cái điều đấy không ạ? Muốn chính xác thì người ta phải làm như sau, đó là gì? Người ta thiết kế từ đây, người ta sẽ đặt thước cắt bình thường nhưng người ta thiết kế rộng ra ngoài. Nhìn rộng ra ngoài chưa? Là cái vùng bleed này chính là vùng này, nấn ra ngoài một tí, nấn ra ngoài đúng vào phần bleed như này, là vùng bù xén đấy. Nhưng thước cắt thì vẫn đặt ở bên trong. Hiểu cái này chưa? Hiểu cái này chưa? Và khi cắt như này thì có phải là vào xanh hết không? Hiểu cái này của tôi chưa? Nên chính vậy vùng bleed của chúng ta giá trị là chỉ 0.1 đến 0.3 cm thôi. Hiểu cái này chưa? Cái này nó có quy định rồi nhá. Đi đến nhà in kiểu gì chúng nó ngoài chuyện với cái điều này. Hiểu không? Còn thực tế không thì hôm nay chúng ta thầy Khánh nói xong rồi thì về kiểm tra lại, thầy Khánh có nói đúng không? Đúng không? Cứ đến công ty đi. Nói chuyện với những người có kinh nghiệm ấy nhá. Rồi, tiếp theo, giải thích xong vùng bleed rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa về giá trị 0 chấm. Được chưa? Coi như không có. Và tiếp theo, chúng ta dùng hệ màu đó là CMYK. Như tôi đã nói cho các bạn là Inut dùng CMYK. Và tiếp theo, độ phân giải bình thường bao giờ cũng mặc định là 300 ppi. Có nghĩa là chất lượng in ấn thì bao giờ cũng phải cao. Các bạn hiểu cái này chưa? Và cuối cùng là chúng ta chọn default rồi. Sau khi làm xong, chúng ta tích vào đây. Là chúng ta đã tạo ra một khổ giấy mới. Nhìn thấy khổ giấy mới chưa? Rồi, phần thứ hai của các bạn là cần quan tâm đến cái gì? Đó là quan tâm lấy lại giao diện của giấy Inut của chúng ta. Đó là gì? Các bạn nhớ nhá, vô tình một ngày nào đó bạn đi thử việc ngồi cùng một cái máy của người rất là siêu. Nó tắt xử luôn cái này đi. Bạn thấy khó chịu không? Đấy, cái chuyện này thì chuyện đương nhiên. Em đi thử việc em phải làm trên máy tôi chứ. Đúng không ạ? Ví dụ thế. Lại không cho em mang máy vào. Tính sao? Đây là một trường hợp tôi đưa ra thôi. Vậy bây giờ tôi hỏi bạn nhá, mà rõ ràng là em đi học thầy Khánh xong rồi thầy bảo là em ơi phải chọn ra màu chỗ này, tự nhiên không thấy tìm thấy đâu cả. Thế bắt đầu ngồi tích vào Windows xong rồi tìm vào cái màu, xong rồi tìm vào cái... em có thấy mất nửa tiếng không? Mà thử việc chỉ từ 2 giờ đến 4 giờ thôi mà mất nửa tiếng thì thôi trượt, là cái chắc rồi còn gì nữa. Bởi vì trong số thi của chúng ta nó có rất nhiều thằng thi, không phải một mình chúng ta đi một đường đâu. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên chính vậy người ta mới có một cái công cụ đó là lấy lại cái giao diện cơ bản của người thiết kế chúng ta đang dùng. Và tôi tuy rằng cũng là người dùng rất lâu năm về vấn đề đồ họa rồi, nhưng tôi vẫn dùng giao diện cơ bản. Đúng không ạ? Nào, lúc này chúng ta chọn Windows, chúng ta sẽ chọn vào Workspace và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Encento Classic. Đây là cái giao diện hay dùng. Nhưng do là cái giao diện này vừa rồi tôi vừa mất đi tất cả công cụ, nên chính vì vậy tôi chọn vào Reset Encento Classic. Hiểu cái này chưa? Làm mới lại để lấy lại toàn bộ tất cả thanh công cụ tôi mong muốn. Ok. Nên nhớ nha. Chúng ta có thể sau khi học xong chúng ta có thể nghe. Ok, nghe xong rồi thì chúng ta phải làm sao ạ? Phải có một tờ giấy ghi lại những cái lệnh. Ví dụ tôi bảo là cái lệnh nào quan trọng thì bạn hãy kiếm cho tôi một cái bút hai màu, bạn đóng khung lại. Còn nếu không bút hai màu thì phải dùng cái bút bi đóng khung lại cho tôi cái nha. Đấy là phương pháp tôi hồi xưa học đấy. Và bạn biết tại sao tôi nhớ đâu không? Bởi vì một lệnh tôi làm 20 lần mà. Bây giờ nhiều người nói 10 lần nó ủi đâu nhiều thế, làm sao em làm được, em gì có thời gian, đúng không? Đúng không? Nào, bây giờ các bạn sẽ nhìn này là Reset Encento Classic thì ngay tức nó sẽ sinh ra toàn bộ tất cả công cụ bên trái cho các bạn. Và theo thông lệ bình thường thì tôi hay chọn một cái phương pháp đó là làm cho cái giao diện chúng ta rộng ra bằng cách tích vào mũi tên. Thấy rộng hơn chưa? Thế thôi, xong rồi. Thế là giao diện đã xong. Ok, xong chưa?
Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo một cái giá trị nữa là cũng giống như phần mềm Photoshop thì Inlook nó cũng có một cái tính năng đó là gì, quản lý cái màn hình. Quản lý bằng màn hình bằng cách nào? Đó là chúng ta ấn vào Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình ban đầu. Thấy giống nhau không? Rồi, và tiếp theo nữa là ở đây nó còn thêm một cái giá trị đó là các bạn ấn phím cách trên bàn phím. Có nhìn phím cách trên bàn phím không các bạn? Nó chính là phím dịch chuyển cái vị trí của khổ giấy chúng ta sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới để làm sao chúng ta làm việc với từng khu vực tốt nhất. Hiểu cái này không ạ? Rồi, vậy thì sau khi đã hiểu rồi thì bây giờ chúng ta mới sinh ra Ctrl cộng, Ctrl trừ, Ctrl gì đó, đúng không ạ? Nào, bây giờ tiếp theo thì tôi nói cho các bạn biết là cái Inlook của chúng ta nó có một cái thanh công cụ bên tay trái. Nhìn công cụ bên tay trái chưa? Thì nói thật cho bạn biết là có những cái công cụ chúng ta cũng rất ít dùng, ví dụ biểu đồ các bạn không dùng. Nhưng tôi biết dùng. Nhưng dùng rất ít. Tôi nói trước cho các bạn luôn. Và khi mà tôi đã nói chuyện ít thì các bạn bói ra cũng không bao giờ ra được cái giá trị nào. Ứng dụng vào cái gì đâu, cùng lắm và bạn sẽ làm ra cái phần gì? Đó là báo cáo cuối năm. Báo cáo cho một công ty là sẽ dùng bao nhiêu. Vậy thì chúng ta có thể mô phỏng bằng hình chữ nhật mà. Đúng không ạ? Và cũng không nhất thiết phải dùng cái này nha. Đó là những cái công cụ. Ví dụ tôi ví dụ cho các bạn biết, đây là những cái công cụ rất ít dùng. Còn tất cả những công cụ này tôi biết hết. Đấy, nói thật cho các bạn biết. Và sau này nếu mà khúc mắc cái gì cứ hỏi thầy, tôi sẽ trả lời các bạn. Nếu tôi không trả lời lúc đấy thì tôi sẽ nhắn tin lại, được chưa? Nhưng nhớ là phải giới thiệu là em nhắn tin riêng thì phải giới thiệu là em học lớp nào. Chứ lại bao giờ em nhắn tin không thì tôi không trả lời đâu nhá. Tôi không có thời gian để trả lời những cái bạn học viên theo kiểu không phải là học viên của tôi, được chưa? Rồi, ok, tiếp theo này. Lúc này nó sẽ có một cái lệnh như sau, đó là gì? Cái nguyên tắc của thiết kế nhá. Thì người ta cần nhất đó là gì? Sắc độ. Phần thứ hai đó là tỷ lệ. Và sắc độ của chúng ta làm lên bằng cái gì? Thì các bạn nhớ cho tôi nhé. Sắc độ người ta làm lên từ màu. Nha. Sắc độ làm từ gì? Từ màu. Vậy thì màu ở đâu ạ? Vậy thì các bạn sẽ nhìn này. Tôi sẽ bắt gặp cho các bạn đó là màu từ đây. Các bạn nhìn không ạ? Và ở đây của các bạn nó sẽ có một cái thuộc tính như sau. Đó là gì? Nó có thể là một màu. Nhìn thấy màu chưa? Màu đen. Màu ghi. Màu trắng và trắng hơn, đúng không? Các bạn nhìn chưa? Từ đậm đến trung gian đến sáng. Và nó có thể làm đến từ nhiều màu tùy theo khu vực của cái màu đó. Ví dụ khu vực này em có thấy là màu đậm không? Nhìn chưa? Khu vực này có phải là màu trung gian không? Và khu vực này có phải là màu sáng không? Hiểu cái này chưa? Và tiếp theo cái màu của chúng ta lại đi theo cái hình thức nào như nào đó? Màu sắc lại đi theo ngũ hành tương sinh. Thấy chưa? Có nhiều người bảo thế, tại sao thầy cứ nói chuyện là nó hơi bị theo kiểu tín ngưỡng ấy. Đúng rồi, bởi vì sao tôi chưa kịp tín ngưỡng thì tôi làm với khách hàng. Khách hàng của tôi toàn là 9x, 2000 thôi mà người ta chưa kịp nói, người ta nói là cái màu này em hợp cái này nhá, thầy làm cho em cái này đấy. Mình chưa kịp nói thì người ta nói rồi, đúng không? Đấy là xu thế. Các bạn cứ thử hỏi xem những ông nào doanh nghiệp xem có phải là cứ đến là mùng 1 thông rằm mà có phải đi chùa đi đền không? Nha. Đi cúng là bầm. Chứ không phải là nói chuyện là chúng ta bảo là em không tin ngưỡng đâu, đúng không ạ? Không tin ngưỡng vậy thì bạn cứ đến bất cứ công ty nào đều có ban thờ thần tài. Cứ xem nhá. Tỷ lệ nhá, chiếm hơi bị cao luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo này, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Vậy thì màu sắc này nó là từ đây đúng không? Vậy thì chúng ta có thể lấy màu bằng cách nào? Ví dụ chúng ta vẽ là cách đổ màu nhá. Hôm nay chúng ta sẽ mượn một cái công cụ đó là hình chữ nhật. Nhìn hình chữ nhật chưa? Cũng không giấu giếm gì các bạn, cứ tích thẳng vào nó và vẽ ra như bình thường, được không? Và vẽ ra như bình thường xong rồi thì chúng ta phải làm cái gì? Đó là chúng ta đổ màu, đúng không? Thì nhớ này, mượn công cụ vẽ ra, được chưa? Và một đối tượng khi vẽ ra nó sẽ làm sao? Ấn vào Ctrl cộng đấy, nó bị dịch sang này, dịch sang trái, dịch sang phải, thế phím cắt chưa? Ý là Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và dùng phím cách để phóng to nha, được chưa? Và các bạn muốn phóng theo từng góc độ một thì phải dùng phím Z. Nhớ nhá. Nào, muốn phóng theo từng góc độ, từng chỗ riêng biệt phải dùng thêm phím Z. Và phím Z là một trong những cái phím thần thánh trong giá trị của Inlook. Tôi phong tặng cho nó. Đây là cá nhân thôi. Còn các bạn muốn cho nó cái gì thì. Nhưng tôi hay dùng Z để phóng to từng khu vực mà tôi mong muốn.
Tất nhiên nhá, có nhiều trò phóng nhá, nhưng mà thế thì em thấy là phóng kiểu khác được mà. Đúng rồi, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ để làm gì? Là phóng to thôi đúng không ạ? Vậy thì em làm theo cách nào mà em thấy cảm thấy nó thuận tiện, là nhanh được không ạ? Nhưng kết quả cao nhất của một cái học chương trình đó là gì? Thiết kế nó phải đẹp đúng không? Không đẹp thì chúng ta nói chuyện với ai? Không đẹp thì ai nó tuyển đúng không? Nên khi học xong chúng ta có một nền tảng cơ bản này, chúng ta phải làm nhiều hơn, chúng ta phải đi chép nhiều hơn nhá. Nhìn này các bạn, có nhìn này, tôi muốn phóng vào góc này thì tôi quét vào góc này, phóng to chưa, được chưa? Sau đây tôi lại ấn vào can chuẩn trừ này, thu nhỏ lại, tôi lại phóng to góc này, can chuẩn trừ thu nhỏ lại, tôi lại phóng to góc này, được chưa? Tôi lại phóng to góc này, đấy, thì đấy là cái giá trị tôi phóng to thu nhỏ. Và tất nhiên dùng phím cách sang trái sang phải lên trên xuống dưới, cảm giác lúc nào nó cũng giống như một cái trò chơi của mình ấy, thì mình làm nó rất là ok. Tôi có thể làm, tôi có thể múa may quay cuồng với nó mà cuối cùng vẫn là sản phẩm được nha. Rồi tiếp tục phần thứ hai này. Một đối tượng của chúng ta khi vẽ ra gồm có hai thành phần, nên các bạn nhớ cho tôi là khi vẽ ra bạn phải trở về công cụ phím V. Nhìn phím V chưa? Phím V là gì? Nó là chữ V. Nó là selection, là chọn đấy. Nhìn thấy chưa? Được chưa? Đã trở về phím V. Và lúc này các bạn để ý cho tôi là trên cái thanh thuộc tính công cụ chúng ta nó gồm có hai phần. Màu của đối tượng chính là màu trắng. Có nhìn thấy màu trắng chưa? Và viền của đối tượng chính là màu đen. Đấy, rõ ràng như vậy thôi. Và bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi muốn đổ màu thì có phải tôi chọn vào màu không? Bây giờ có nhiều bạn bảo tôi muốn đổ viền thì tôi phải tích vào viền. Nhìn thấy không ạ? Muốn đổ màu chọn vào màu, muốn đổ viền phải chọn vào viền trước đã. Đấy là bước thứ nhất khi muốn đổ màu cho đối tượng, được chưa? Nào tiếp theo, bây giờ tôi muốn đổ màu thì làm thế nào? Thì phải chọn vào màu, được chưa? Bước số 2, chọn vào gì? Các bạn có nhìn thấy ở đây nó có rất nhiều cách đổ màu cho các bạn, và cách đổ màu đầu tiên cho các bạn đó là ấn vào cái palette. Nhìn thấy cái palette nhá, hình palette không? Nhìn nó giống bảng màu không? Bạn chỉ vào đâu thì màu sẽ được như vậy. Thấy không? Quá dễ luôn, tích vào phát được màu luôn. Có nhanh hơn Photoshop không? Photoshop này chọn màu xong, xong ấn vào an đen và can chôn đen đúng không? Nhưng Inut là chơi luôn, không có lăng nhằng, đúng không ạ? Đấy, có nhiều người bảo ui nhà học này sướng hơn Photoshop. Đúng rồi, nhưng có những thứ Photoshop nó dã man hơn nhiều các bạn à. Nhá. Rồi chọn màu chưa? Nhưng chính là cái sự chọn màu như này nó lại không chính xác. Bởi vì sao? Cái thanh này nó quá bé. Bé như này thì làm sao chọn đúng được. Và bé như này thì đôi lúc khi chúng ta chỉ cái màu vào ấy, tôi thề các bạn sẽ nhìn thấy là cái bản năng của bạn sẽ hiển thị ở việc chọn màu. Có nghĩa là gì? Không cần biết màu nào cả, nhưng mà chọn màu là theo bản năng. Là chọn màu theo cái màu mà người đầu tiên học là thích. Bạn cứ xem. Nên thường thường cái màu chúng ta, một là có thể bị dở quá, hai là chúng ta bị trầm quá. Thì tôi nói thật cho bạn biết là cách chọn màu như nào thì tí tôi sẽ nói cho các bạn sau nhá. Như này, chọn màu này, lý do cái thanh màu quá bé nên là các bạn sẽ chọn không chính xác, nên chúng ta sẽ chọn phương thức số 2, đó là chọn theo bảng màu. Nhìn bảng màu chưa, bảng water chưa? Cái này nó chi ô cho các bạn, bạn muốn đổ xanh đây nhỉ, những cái màu gọi là màu cơ bản. Các bạn có đỏ, có vàng, có xanh, xanh coban, hồng, cam, vàng, lá cây, xanh đậm, xanh dương, nâu, đúng không? Hiểu ngay chưa? Và màu này có đẹp không? Thì tôi nói là bạn biết là không đẹp. Có nhiều người người ta đổ màu theo màu của thương hiệu. Có những người đổ màu là màu theo của một cái thằng về cái ngành nghề đó mà người ta chọn quá kỹ rồi. Có những người đổ màu là theo màu của bài tập trên lớp của đứa bạn của mình, nó làm đẹp quá mà cô giáo chấm nó 9 điểm. Nên là hồi xưa tôi nói cho bạn biết ba phong cách để mà học về màu nhá. Một, muốn học cho cô giáo đúng không? Thì cô giáo có chấm bài nào 9 điểm thì chụp luôn cái bài của nó về, đổ luôn sang bài của mình thì kiểu gì cũng được khoảng 7-8 điểm. Tất nhiên nó còn theo bố cục nữa. Nhưng ít nhất là chấm đúng cái này là cô giáo thích. Ui đúng cái màu đẹp thế. Nhưng mà mỗi tội này em lại cóp màu thôi ạ. Hiểu cái đấy chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng là bạn sống lâu và làm quá nhiều những cái màu đẹp, ngày nào bạn cũng làm màu đẹp, thì cái cữ mắt của bạn sau này bạn dịch chuyển, bạn di chuyển cũng chỉ đến cái màu đẹp thôi, mà không chọn màu khác đâu ạ.
Nên các bạn muốn hình thành được điều đó thì bạn phải đi xem nhiều, nhìn nhiều và làm nhiều thì bạn mới có được cái màu đẹp. Các bạn hiểu chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là cái màu này thì nó là màu chọn rất dễ bởi vì nó chia ô cho các bạn, nhưng không phải là màu tôi mong muốn. Tôi muốn cái nâu này nó phải đậm hơn một tí. Tôi muốn cái nâu này phải ám xanh hơn một tí thì lại không có. Đúng không? Nên người ta mới sinh ra cái phương pháp số 3. Phương pháp số 3 là gì? Cách đổi màu đó là ấn vào biểu tượng màu bên tay trái. Nhìn thấy màu bên trái chưa? Tích đúc vào đây. Giống phô sao bảo. Thì lúc này chúng ta chọn là đậm thì đậm hơn một tí. Xanh thì xanh hơn một tí, tím thì tím hơn một tí. Hiểu cái này chưa? Và lúc này ví dụ nếu là chúng ta là người chưa va chạm vào đồ họa thì chúng ta sẽ chọn theo bản năng là chuyện bình thường. Các bạn có đồng ý đâu không? Mà chọn bản năng thì không bao giờ đẹp được. Đúng không? Bạn đang đánh cược đấy, trừ trường hợp các bạn là họa hoàn thì kiếm được bạn là có năng khiếu á. Chọn màu bạn mới lại cái cuộc sống của họ là hay đi gặp những cái sản phẩm về đẹp rồi. Nên là bạn họ chọn màu cũng chuẩn luôn. Nhá. Nhìn thấy gì ạ? Ấn OK này. Thì cách chọn thứ ba đó là cách chọn màu theo bảng màu. Và đối với những cái bạn nào và thiếu yếu về mặt sắc độ của cái màu đó thì các bạn sẽ chọn vào Only Web Color cho tôi. Nhìn Only Web Color chưa? Và cái này nó có một cái rất hay cho những bạn giai đoạn 1 khi nhìn vào sắc độ. Có nghĩa là bạn đang dùng cùng một tông màu tím nhưng bạn muốn là chuyển từ tím đậm sang tím nhạt nhạt hơn nữa thì mình không phải đo là đánh opacity hay gì đó mà mình chọn đây là tím đậm, muốn nhạt hơn một độ, nhạt hơn một độ mà nhạt như này thì như này, khi bạn chọn về chuyển theo cùng một tông bạn sẽ cực kỳ an toàn. Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là mình chọn chuyển độ ấy thì mình chọn như này cho tôi thì cực kỳ OK rồi. Nhưng mà sau khi học xong rồi thì chúng ta bỏ cái này đi. Và buộc là đối với những cái cuộc đời của những người in ấn thì chắc chắn là phải biết là thông số là xanh, đỏ, vàng, đen là bao nhiêu. Và cái này nó trả giá bằng tiền. Có nghĩa là in sai nhiều quá rồi. Thì bắt đầu là cái ông mới dạy là ôi rồi đây là xanh này, đây là đỏ này, đây là vàng này. Đáng nhẽ phải cộng thêm vàng 10% vào nữa, cộng thêm đen 5% nữa thì nó mới ra được cái màu đấy. Và tất nhiên khi bạn đến công ty in ấn thì nó sẽ có một quyển gọi là quyển Pantone màu. Hiểu Pantone màu chưa? Và xòe ra nó có thông số CMYK để gửi cho khách hàng. Ví dụ khách hàng đến nói chuyện với bạn, làm việc với bạn bên cạnh này, bảo chị ơi chị thích cái màu nào, xòe ra đây em ơi chị thích cái màu này, thì ngay tức là mình đánh thông số cho họ. Nhưng đánh thông số cho họ thì đôi lúc nó trên máy của bạn nó không phải ra cái màu đó đâu, nhưng mình phải giải thích là à chị ơi đây là Pantone màu nên bọn em sẽ in ra cái màu này được. Còn đây là máy của em, do này em máy mua lâu rồi nên cái bóng hình nó già hơn nên màu nó sẽ xỉn hơn. Hiểu cái này chưa? Chứ này các bạn đã bao giờ gặp trường hợp khách hàng nó như này nhá, làm trên máy em là nó đẹp quá nhưng về nhà máy nó cùi quá mà em, tự nhiên cái màu nó xuống 2 độ chưa, em không biết giải thích bằng em ơi tại sao là chị nhìn trên máy em nó đẹp thế mà tại sao xong với chị nó xấu thế, em làm cho nó đẹp lên đi, vậy có chết không? Chết chưa? Nên là chúng ta khi đi làm chúng ta còn phải giáo dục khách hàng, hiểu giáo dục khách hàng chưa? Và em biết là mình giống như bách khoa toàn thư đấy, người ta động đến cái việc gì mình đã biết trước rồi thì có phải kinh không em? Nên chính vậy mà bất cứ một ai làm với khách hàng khi người ta muốn thay đổi một cái sản phẩm hoặc thay đổi thiết kế thì ít nhất người ta trong câu nói nó phải có sự tôn trọng của người thiết kế, bảo theo em thì chị định thay cái màu này màu tím có được không em? Đấy, đấy là sự tôn trọng nhá. Còn cái người nói không tôn trọng mà em ơi thay màu tím cho chị, đấy là không có tôn trọng em ạ. Nha. Và nó quyết liệt là em sẽ phải thay nó bởi vì sao, em không hiểu màu bằng nó. Mà có nhiều người bảo đấy, em đi học về mỹ thuật mà tại sao không hiểu, bởi vì sao chị nghiên cứu thị trường rồi và chị biết là cái màu này là màu được rất nhiều bạn trẻ làm sao tích vào. Nên là chúng ta phải làm sao rất cảm ơn một người khách hàng đã nói cho mình một cái khía cạnh đó là về khách hàng, hiểu cái này chưa? Nên tôi cực kỳ thích nói chuyện với giám đốc, người ta có thể chửi mình không sao, chửi mà tiến bộ ngày mai tự nhiên chửi phát lương cao gấp đôi, bạn thích không? Bởi vì sao mình chuyển sang công ty khác lương cao gấp đôi, nhiều kinh nghiệm mà em, đúng không ạ? Chỉ vì cái chuyện là đàm phán thôi ấy, và nói về kinh nghiệm thôi mà lương có thể lên đến 1 đến 2 triệu đấy em, tôi đã chứng kiến quá nhiều người như vậy rồi nhá. Nên lưu ý là chúng ta phải có kinh nghiệm được chưa? OK, tiếp theo này, sau khi chọn màu xong thì bây giờ tôi sẽ nói về cái cách lấy những cái bài màu đẹp cho các bạn. Và cái màu đẹp nó tồn tại trên thị trường nó là cái gì?
có phải là các ấn phẩm không các bạn? Ví dụ bạn làm cho trang sức thì các bạn có thể lấy doji. Em biết doji không? Nó sẽ có cái màu xanh ấy, là màu xanh gì? Đúng không? Các bạn có tưởng tượng màu xanh ấy là thông số nó bao nhiêu không? Nào các bạn biết thông số của màu màu của doji là màu xanh là bao nhiêu không ạ? Không biết đúng không? Tôi chia sẻ cho bạn một bí mật là tôi cũng không biết. Vui thế nhở? Tại sao phải nhớ lắm thế? Bây giờ chỉ việc làm sao rút cái máy ảnh ra. Hồi xưa cái máy ảnh nó quá hoan. Bây giờ cái điện thoại của bạn có xịn không? Rút ra thích cái nào chụp cái đấy. Hoặc lên trên mạng search cái ấn phẩm đấy về. Chỉ về copy màu là xong rồi. Đúng không? Còn nếu mà bạn nào học trên lớp nhá, tôi chỉ này, có nhiều, tại vì trong lớp mình là có những bạn học trên trường muốn học được điểm cao đúng không? Đấy, như tôi đã nói, bài nào cứ khóa trước điểm cao, chụp, được chưa? Sau đó mang ảnh về, sau đó khi làm lấy cái mẫu nó phối, được chưa? Và sau khi chấm lại thì cái cô giáo, thầy giáo đấy chấm thì chắc chắn bạn yên tâm một điều rằng màu sẽ khen. Lý do làm sao? Đấy là gu của cô giáo. Nhưng lúc này mình học là học theo cô giáo để mình được điểm cao nha. Các bạn biết nhất quỷ như ba thứ ba học trò này, thực dạng là hồi xưa này tôi biết trò gì tôi cũng biết. Học theo cô giáo dễ mà nha. Rồi bây giờ như này. Vậy thì để muốn học được màu đẹp thì việc đầu tiên của các bạn là bạn sẽ phải chọn vào file và lấy được cái tấm ảnh các bạn đang chụp trên mạng. Hoặc là một cái ấn phẩm trên cầm tay bạn bằng in ấn thì bạn có thể lấy máy ảnh bạn chụp lại. Được không ạ? Và trong Inut người ta có một tính năng đó là cách lấy ảnh vào trong Inut như sau. Đó là Ctrl Shift P. Các bạn ghi bị Ctrl Shift P là lấy ảnh vào trong AI. Rồi. Các bạn nhìn vào đây. Ví dụ lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Shift P xong thì chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện. Và thư viện đấy là thư viện hình ảnh. Có nhiều người khát khao muốn lấy được cái thư viện này của tôi lắm. Nhưng mà thực sự là cũng bình thường thôi. Trang sức nhá. Chúng ta sẽ chọn vào trang sức này. Nhìn chưa? Và trong trang sức này của chúng ta thì chúng ta tích vào đây. Thì ở đây nó có một cái doji. Nhìn thấy chữ doji chưa? PNG và doji các bạn có thể chọn như này. PNG là màu đỏ chẳng hạn. Thì còn PNG là màu xanh. Ấn vào đây. Các bạn có thấy đặt ra một cái tấm ảnh này không ạ? Và nhớ một điều rằng là nguyên tắc là không được tích thẳng vào. Bởi vì đôi lúc ảnh của chúng ta to quá thì chúng ta đã mất công, chúng ta kéo lại đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải vẽ ra mình nhỏ nhắn xinh xắn như này này. Nhìn thấy chưa? Và bây giờ các bạn muốn lấy màu và copy cái màu này thì bằng cách nào? Thì các bạn nhìn vào đây. Để muốn lấy được màu đối tượng hãy dùng phím Y ngắn. Nhìn Y ngắn chưa? Y ngắn này. Và chỉ thẳng vào cái màu của đối tượng đó thì chúng ta sẽ lấy được màu của nó. Nhìn thấy màu chưa? Nhìn màu xanh chưa? Và muốn biết được cái màu xanh này là thông số bao nhiêu thì phải tích vào nó. Và lúc này chúng ta sẽ có tiêu chí xanh là 100, đỏ là 86, y là 33 và k là 21. À, chúng ta biết thông số không? Hiểu cái này chưa? Nên muốn lấy được màu đẹp thì chúng ta sẽ lấy màu từ các thương hiệu nổi tiếng cho tôi. Nhớ nha. Chả tội gì mà tự nhiên cứ đi nghĩ làm gì cho đau đầu để cứ lấy copy màu cho tôi được chưa? Ok này. Bước số 2 là các bạn sẽ phải lưu cái màu này vào trong cái bảng màu của các bạn để nó trở thành một cái thư viện. Sau này khi bạn làm về thiết kế, những cái đứa nào mà thương hiệu nó là màu xanh thì mình có thể tham khảo từ màu của doji hoặc là màu của PNG, được chưa? Thì cách lưu màu này. Sau khi làm xong, tôi sẽ chơi một cái việc như sau, đó là gì? Tôi sẽ bật cái bảng màu lên. Các bạn nhìn thấy bảng màu chưa? Bước 1 nha, là chọn đúng màu. Là phím Y ngắn để chỉ vào màu. Bước 2, bật bảng màu. Nhìn bật bảng màu chưa? Nhìn biểu tượng ô này chưa? Bước 3 là các bạn có nhìn thấy biểu tượng dấu cộng không ạ? New Squad. Các bạn tích vào đây cho tôi. Và sau khi ấn vào New Squad xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái gọi là Global. Đây là những cái màu chuyên nghiệp. Em biết màu chuyên nghiệp màu gì không ạ? Thì tí tôi giải thích cho các bạn xem nhé. Nhìn này, ấn vào đây, ok này. Các bạn có nhìn thấy cái màu tôi tạo ra nó có biểu tượng gạch chéo, cái tam giác nhỏ này không ạ? Nhìn đây, tam giác nhỏ chưa? Rồi, bây giờ tôi lại chọn một cái nữa. Tôi dùng phím Y ngắn, tôi lại chỉ vào cái màu vàng. Nhìn màu vàng, nâu vàng chưa? Tôi lại chọn vào New Squad. Tôi lại chọn một cái tông màu vàng, cũng chọn vào Global. Nhìn chỗ này chưa?
Vậy các bạn có thấy là cái tông màu của chúng ta có mấy loại đây nhá, màu sáng này tôi tích vào đây thì có phải sáng này nữa không ạ? Tôi lại chọn vào new tiếp thì có phải tạo ra ba cái chưa? Rồi bây giờ tại sao lại nói về màu làm nhận diện thương hiệu? Ví dụ sau này em làm cái card visit là màu như này, em làm một cái standee là màu này, em làm cái voucher giảm giá thì màu này, được chưa? Có ba màu đây ạ. Và một ngày đẹp trời khi mà chúng ta làm về thiết kế xong nhưng mà đưa cho khách hàng không có duyệt. Khách hàng bảo em ơi cái màu xanh này nó phải sáng lên một độ. Mà trong khi đó mình làm ấn phẩm từ card visit, phong bì thư, tiêu đề thư, cái gì cũng là màu xanh rồi, chẳng nhẽ ngồi thay lại từ đâu. Các bạn thấy đồng ý tôi điều đấy không ạ? Chẳng nhẽ ngồi thay. Vui chưa? Tất nhiên chạy bằng cơm thì ai cũng đi đến đích thôi, nhưng mà mỗi tội nó hơi vất thôi. Đúng không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò này như này này. Tôi thích vào đây cho các bạn xem nhé. Những cái màu xanh này đúng không? Tích đúp vào. Nhìn tích đúp vào chưa? Nó sẽ sinh ra cái bảng này. Bạn muốn màu xanh sáng hơn. Ok, cầm hiểu được cái kéo này. Nhìn chưa? Thế là tự nhiên các bạn có thấy cái này tự thay không? Hiểu cái này của tôi chưa? Và người ta đánh theo thông số là xanh, đỏ, vàng, đen này em. Người ta bảo em ơi em chuyển cho tôi thành màu đỏ thì tất nhiên đánh thông số vào đấy. Hiểu cái này chưa? Nên đấy là lý do tại sao người ta phải chọn màu theo kiểu global, là có nghĩa là thay một đối tượng trong màu này thì tất cả những cái màu mà đổ rồi đấy nó sẽ thay theo, mà không phải thay từng cái một. Hiểu cái này không nhá? Ok, tiếp theo đã xong rồi. Vậy thì sau khi làm xong nha, bạn đã tìm được cái bộ màu của việc trang sức đúng không? Sau này kể nói thật cho các bạn biết, bạn đi làm cho một cái công ty về trang sức, nó là cũng là màu xanh. Mình đến bạn là em ơi em làm cho chị cái màu xanh, chị ơi cái màu này em đang dùng của bọn P&G đấy, bọn nổi tiếng đấy, thì tất nhiên mình lấy cái thương hiệu hoành tráng mình đè vào đúng không? Em hiểu cái đấy chưa? Con nhiều khách hàng này cứ nói nổi tiếng là thôi, phải theo thằng ấy đi, cái này chuyên nghiệp đấy, chị cũng muốn học đúng không ạ? Đây này, còn phần thứ hai cho các bạn này. Lúc này sau khi bạn đã lưu được cái bộ màu thì nó đã nằm trong cái bảng màu của các bạn rồi, nhưng ngày mai các bạn sẽ làm một thương hiệu mới, và chắc chắn thương hiệu mới thì bạn phải chọn file, rồi bạn lại chọn vào Ctrl N đúng không ạ? Và sau khi Ctrl N xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một điều xảy ra như sau, đó là gì? Biến mất luôn cái màu. Có nhìn thấy cái biến màu, mất màu chưa? Nên chính vì vậy cái câu chuyện chúng ta sưu tầm các bộ màu đẹp để chúng ta sau này làm cho nó nhanh thì bắt buộc phải dùng một tiêu chí như sau, là nhìn này, lưu rồi nhá, nhưng các bạn lấy lập mới thì biến mất chưa? Thì bây giờ nhỉ, chúng ta sẽ học về cách lưu bộ màu theo từng ngành nghề, bộ màu theo từng những sản phẩm chuyên nghiệp. Thì các bạn có thấy là sau này làm tờ rơi, tờ gấp đây, ví dụ cái bộ màu này, các bạn có nhìn nhãn mác của này nó có mấy cái màu xanh không? Nhìn thấy màu xanh chưa? Cái copy cái màu xanh này đi. Đúng chưa? Vậy lưu nó thành bộ màu bằng cách nào? Thì bước 1 này, sau khi đã đưa màu vào trong bảng màu thì bước số 2 chúng ta chọn một thanh menu. Nhìn thanh menu chưa? Và với cái thanh này các bạn sẽ sổ xuống cho tôi, ở đây nó có một cái biểu tượng cho các bạn, đó là phấn shape, shape swatch, và đây là file AI. Các bạn có nhìn cái nào không? Shape swatch thành file AI cho tôi. Và sau khi mà thành file AI xong nha, thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích vào đây một cái thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu các bạn là lưu cái file này nó nằm ở đâu. Thì tất nhiên tôi không bao giờ lưu ổ C rồi, bởi vì có nhiều bạn là phang luôn ổ C, thì xin nói các bạn một ngày đẹp trời nó bị virus, nó bị mất là chuyện ôi hồi xưa em bao nhiêu công mất, thì đấy là giá trị của sự thiếu hiểu biết. Hiểu cái này chưa? Tôi sẽ lưu vào trong ổ E hoặc ổ D của tôi, và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái tên gọi là màu đắt được không ạ? Có thể có nhiều người kỹ tính hơn, hãy chọn một cái folder gọi là gì, thư viện màu. Hiểu cái này của tôi chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi lại màu, ví dụ trang sức. Được chưa? Và sau khi chọn màu trang sức xong thì đây là file AI. Các bạn nhớ nhé, tôi đang chọn ở ổ E và tôi xếp lại. Đúng không? Và sau khi xếp lại thì các bạn có đồng ý với tôi sang bên file mới mà tôi vừa làm cho khách hàng mới này thì nó không có không ạ? Thì chúng ta có thể mở nó lên được không? Chúng ta có thể load được vào không? Thì ở đây nó có biểu tượng như này, cách load vào nhá. Vừa rồi là cách lưu rồi, bây giờ cách load này. Bước 1 này, chọn vào biểu tượng thanh menu. Nhìn thanh menu chưa? Thì ở đây nó có một sự gọi là Open Swap thư viện. Và lúc này chúng ta chọn vào đấy, Other đấy. Nhìn chưa?
tích vào đây thôi, và tất nhiên chọn đúng cái file là nó sẽ mở cái file thư viện của các bạn lên. Và việc của chúng ta là gì? Chỉ việc chọn và chọn màu thôi. Xong. Nào, tiếp theo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tôi tin tích vào đây một cái này, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào ổ e. Tiếp theo chúng ta sẽ có tên gọi là gì? Màu đâu ạ? Không biết màu đâu rồi. Màu trang sức, nhìn màu trang sức chưa? File này là file AI đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chỉ việc ấn Open thôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái file này của tôi có ba màu này chưa? Và màu này chính là màu đẹp đấy. Bởi vì tôi làm theo màu thương hiệu đã được kiểm định trên thị trường. Đúng không ạ? Ai dám nói là nó không đẹp? Tại sao không đẹp mà được in? Đúng không? Chúng ta chả trả lời ai cả, chỉ trả lời một thứ là nó in được, nó có thể được sử dụng rồi. Và lúc này chúng ta vẽ ra và chúng ta chỉ việc đổ màu thôi, nhìn chưa? Tôi vẽ ra phát thứ hai tôi đổ màu, và vẽ ra thứ ba tôi sẽ đổ màu nha anh, có đúng chưa? Màu cực kỳ ok luôn, nếu mà chúng ta chọn theo đúng thương hiệu nha. Ok, tôi đã giải thích xong phần màu và sắc độ cho các bạn. Và tất nhiên các bạn nhớ cho tôi là màu sắc nó cũng theo ngũ hành nữa. Ví dụ các bạn hãy chọn ra sinh năm 1986 thì hợp với đỏ, cam, tím, mệnh hỏa. Các bạn chọn mộc là gì? Phải có lá cây. Bạn chọn thủy thì phải có xanh. Chọn kim thì phải có vàng và trắng. Thổ thì phải có gì ạ? À? Phải có đất rồi đúng không ạ? Đúng không? Và theo nguyên tắc của nó thì nó sẽ phải như sau. Hỏa thì sinh gì? Nào, chúng ta sẽ hỏa sinh gì? Đốt cháy thì sẽ về với gì? Về với đất. Hỏa sinh thổ. Vậy thì có phải là những cái người nào mệnh thổ thì lại cực kỳ hợp với giá trị của gì? Của hỏa không ạ? Bởi vì cái mà thổ nhiều là do cháy nhiều nên thì mới sinh ra thổ nhiều hơn. Vậy thì người ta gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc. Nên chính vậy đây là những cái nguyên tắc dành cho việc thiết kế logo đấy. Một là chọn đúng cái màu của họ, hai là chọn cái màu sinh ra họ. Ví dụ mệnh hỏa thì hợp với cái gì ạ? Mệnh hỏa thì hợp với cái gì ạ? Hợp với màu đỏ, màu cam, những cái màu nóng đúng không anh các bạn? Nhưng màu hợp của nó lại màu gì ạ? Màu của lá cây, bởi vì màu đấy là hợp với gỗ đúng không? Mộc sinh hỏa, hỏa sinh ra thổ, và thổ nhiều quá thì nó trở thành quặng trong dưới đất, gọi là kim. Thổ sinh kim, và kim nhiều quá trong đất thì nó sẽ sinh ra nước ở trong đó. Hiểu cái này chưa đã? Kim sinh ra thủy, thủy rồi lại sinh ra cái gì? Mộc, mộc rồi lại sinh ra hỏa. Đấy là nguyên tắc của nó. Nên là khi mình biết vận dụng màu sắc thì mình có thể làm được cái giá trị đấy. Thậm chí người ta còn vận dụng rất nhiều thứ trong cái giá trị sắp xếp căn phòng, sắp xếp về thiết kế để làm đem lại sự may mắn cho gia chủ. Đúng không các bạn? Cái này quan trọng. Nên là khi chúng ta có đủ kiến thức thì chúng ta có thể đi nói chuyện với khách hàng được mà. Đúng không? Và tất nhiên cái đấy phải là tự tìm hiểu thêm nhá. Ok, chúng ta bỏ qua. Đây là cái giá trị về màu. Tôi đã dạy cho các bạn về cái cách chọn màu như thế nào. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học về cách thứ hai. Đó là học về công cụ về phím V. Các bạn ghi đi, công cụ phím V. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn công cụ đầu tiên của Illustrator. Nào, công cụ phím V nó có tính năng. Chúng ta sẽ phải đi vào tính năng số 1 của nó là tính năng thoát và dứt cái lệnh mà chúng ta đang làm. Thoát và dứt lệnh mà chúng ta đang làm. Được chưa? Loại thứ hai là nó có tính năng của công cụ phím V là dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Hiểu cái đấy chưa? Tính năng thứ ba của cái công cụ phím V là thay đổi kích thước của đối tượng. Và công cụ và tính năng cuối cùng của nó là khi ra góc của đối tượng của chúng ta thì có thể xoay được đối tượng. Hiểu về tính năng phím V chưa? Và sau khi mà các bạn hiểu về tính năng phím V, các bạn hãy nhìn hết màn hình đi. Tôi cho các bạn xem. Ví dụ các bạn có thể đồng ý với tôi là khi tôi chọn một cái hình chữ nhật, tôi vẽ ra như này, thì liệu cái hình chữ nhật này có nằm đúng vị trí không?
nên có nhiều người bảo như thế ơi, phải chọn sang trái một tí nó đẹp hơn, ok chèo sang trái thì tôi lại kéo phát thì tự nhiên nó lại vẽ ra một hình mới. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên khi vẽ ra, các bạn nhìn thấy đang công cụ hình chữ nhật chưa, thì bạn phải trở về phím V để thoát và dứt cái lệnh đó đi, được chưa? Đấy, thoát dứt lệnh đấy. Rồi bước hai này, cầm đối tượng sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, đúng chưa? Tính năng thứ ba là các bạn sẽ nhìn vào cái tính năng đó là gì? Thay đổi kích thước thì một đối tượng của chúng ta trên Inuit gồm có mấy thành phần như sau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 đầu điểm chốt. Và 8 đầu điểm chốt này tương ứng với cái việc là bạn sẽ thay đổi kích thước của đối tượng theo từng chiều. Ví dụ, 1, kéo cái này lên trên, kéo này xuống dưới. Kéo lại sang trái, kéo sang phải. Kéo sang phải, sang trái, xuống dưới, lên trên, thậm chí là bạn kéo có thể lật xuống dưới như này, hoặc lật lên trên như này, lật sang phải như này, lật sang trái như này, hoặc như này. Và tất nhiên khi ra góc thì bạn sẽ nhìn sao? Nhìn ra góc chưa? Thay đổi được cả hai kích thước của đối tượng. Hiểu cái này chưa đã? Và tiếp theo này, như tôi đã nói cho các bạn biết là khi ấn vào Ctrl cộng thì đối tượng này của chúng ta đang tồn tại dưới dạng sao? Màu là màu nâu và viền là viền màu đen. Có nhìn thấy viền màu đen không? Thì trong trường này bạn là thấy ơi, em muốn thay màu đi được không ạ? Thì bạn nhớ nhá, tôi để nhắc lại một lần nữa là muốn đổi màu này, muốn thay màu đối tượng thì chúng ta chọn vào màu, đúng không? Và sau khi chọn màu thì bạn có thể được quyền chọn vào màu. Nhìn thấy màu chưa? Bây giờ thầy ơi, em muốn thay đổi viền của đối tượng được không ạ? Ok, tích vào đây. Nhìn thấy viền chưa? Phải tích vào viền. Và thay đổi viền thì bằng cách nào? Để tích vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái viền nào đó. Nhìn thấy viền màu khác chưa? Hiểu cái này chưa? Nguyên tắc nhá, muốn chọn thay màu hay thay viền thì phải tích vào nó đã. Rồi, tiếp theo có những người bảo như thầy ơi, nhưng mà em không muốn có viền thì có được không ạ? Thì các bạn nhớ nha, để muốn có viền thì phải tác động vào viền, đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp này các bạn có nhìn thấy tôi đang chọn viền không? Muốn mất viền thì phải tích vào biểu tượng gạch chéo gọi là mất viền, không dùng viền nữa. Và đây là một trong những phương pháp sau này khi học đồ họa là khi làm xong bạn phải làm mất viền. Nhìn mất viền chưa? Rồi, phương thức thứ hai của các bạn là gì? Bạn muốn làm mất màu đối tượng thì bạn phải chọn vào đâu? Phải chọn vào màu và lại làm mất màu. Nhìn thấy mất màu chưa? Thì còn viền thôi, bởi vì mục đích của tôi là mất màu mà. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Và tiếp theo một cái tính năng nữa là khi bạn ra góc của biểu tượng, các bạn nhìn ra góc của biểu tượng chưa? Nhưng ra bên ngoài nhá, ra bên trong thì thay đổi hai cạnh của đối tượng, nhưng ra bên ngoài như này này thì là xoay đối tượng được, thay đổi độ xoay của đối tượng. Nhìn thấy không ạ? Hiểu cái này chưa? Và trong quy trình khi xoay thì bạn nên kết hợp giống như là Photoshop, là phím Shift trên bàn phím cho tôi là xoay theo mặc định của máy. Có nhìn thấy 45 độ 1 đấy không? Hiểu cái này chưa? Rồi, xong. Thế là các bạn đã biết về lệnh gì? Đổ màu. Các bạn biết về phóng to thu nhỏ. Các bạn biết thay đổi kích thước bạn muốn xoay đối tượng, đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn lệnh copy đối tượng. Các bạn ghi đi cách copy đối tượng như sau. Nào, để muốn copy được một đối tượng trong file của gì Inuit, chúng ta có những lệnh như sau. Bước số 1, các bạn chọn vào đối tượng và lệnh copy là bằng edit. Chọn vào biểu tượng là Ctrl C là copy, đúng không? Dễ à? Ctrl C là copy. Và tất nhiên là bây giờ muốn tạo ra một cái đối tượng mới thì bạn chọn vào edit và chúng ta chọn vào Ctrl V là paste vào. Thế tự nhiên tôi có hai cái. Thế đó. Tiếp theo, nhưng cái lệnh mà copy nhiều nhất trong AI của chúng ta thì dùng cái lệnh như sau. Nhìn này. Bước 1 là chúng ta sẽ chọn vào edit và chúng ta chọn vào copy là Ctrl C. Sau đó các bạn sẽ chọn vào edit và các bạn sẽ chọn vào Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Đối tượng gốc là đối tượng nào? Là đối tượng bạn đang chọn thì được gọi là đối tượng gốc. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tôi thử cho bạn xem nhá. Ctrl C rồi thì bây giờ Ctrl F này. Các bạn có thể thấy điều gì xảy ra không ạ? Và đối tượng khi đã copy ra nằm trên đối tượng gốc và nó trùng với đối tượng cũ nên hai cái này là màu cam, nên là các bạn sẽ không để thấy điều gì xảy ra cả. Nhưng khi bạn đổ màu thì bạn sẽ nhìn thấy. Ví dụ cái này là ngày màu xanh nhá, nhìn thấy màu xanh chưa? Tôi kéo cái màu xanh ra thì sẽ nhìn thấy cái màu cam dưới.
Bởi vì các bạn có thấy là Ctrl C copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc không? Hiểu cái này chưa? Rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl gì? Ctrl F. Đây nhá, Ctrl F là copy lên trên, vậy thì bây giờ nó có một lệnh nữa là Ctrl C là copy và Ctrl B bò là copy xuống dưới đối tượng gốc. Được chưa? Ctrl B bò là copy xuống dưới đối tượng gốc. Và sau khi mà chọn vào Ctrl B bò xong thì tôi nói cho các bạn biết, tôi đổ màu nhá, các bạn sẽ không nhìn điều gì xảy ra cả. Nhìn thấy tôi đổ màu chưa? Có thấy khác không? Không thấy khác, bởi vì lý do đối tượng này đang nằm ở phía dưới các bạn ạ. Nên bạn không nhìn được. Bây giờ không nhìn được thì phải làm cách nào? Thì tích ra màn hình trắng là rất lạnh đã. Sau đó cầm cái màu cam kéo ra thì nhìn thấy thằng dưới chưa? Nên người ta sinh ra cái lệnh là copy lên trên và copy xuống dưới là vì thế. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi làm xong đây, tôi sẽ cho các bạn khoảng 15 phút để chúng ta thực hành với những cái lệnh rất cơ bản. Đó là gì? Copy, đổ màu, thay đổi kích thước. Để làm gì? Nhớ được cái lệnh công cụ phím V cho tôi. Sau đó tí nữa tôi sẽ dạy cho các bạn một cái bài tập về sắp xếp những cái background đầu tiên khi nhập môn với thiết kế đồ họa. Ok? Các bạn nhìn vào đây. Tiếp theo này. Với những cái cách như vậy thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách thức thiết kế nhá. Thứ nhất chúng ta ấn vào Ctrl trừ này. Các bạn làm việc như sau đó nhá, tôi vẽ ra một cái biểu tượng về hình chữ nhật. Được chưa? Và sau khi vẽ xong hình chữ nhật thì chúng ta làm cái gì? Bước số 1 là chúng ta phải trở về cái công cụ phím V. Nhìn phím V chưa? Và sau khi trở về phím V thì các bạn ấn vào dấu cộng cho tôi, Ctrl cộng là phóng to. Phóng to chưa? Và lúc này theo thông lệ bình thường tôi muốn rằng cái này là màu xanh nên tôi tích màu xanh. Và nhớ nhá, muốn chọn được màu xanh thì phải chọn vào vị trí của màu, đúng không? Rồi, bước 2 chọn màu xanh thôi. Bước số 3 là các bạn sẽ làm mất viền đối tượng đi. Đây, viền của tôi đang là màu cam đúng không? Tôi muốn làm mất viền thì tôi phải tích vào viền. Đấy là nguyên tắc. Và tôi tích vào biểu tượng gạch chéo có nghĩa là mất viền, có nghĩa là bỏ viền đi đấy. Nhìn mất viền chưa? Và sau khi mất viền xong tôi lại trở về đối tượng như bình thường. Đấy, theo đúng nguyên tắc. Rồi, sau khi làm xong, bây giờ theo thông lệ bình thường, để muốn thiết kế một cái ấn phẩm nào đó, ví dụ như là card visit, phong bì thư, các bạn có thấy đơn giản không? Và các bạn biết rằng là tất cả những cái sản phẩm đấy nó xuất phát từ giá trị đó là hình gì? Chữ nhật, hình vuông đúng không? Vậy thì hồi xưa tôi được học trong trường đó là gì? Cách sắp xếp các đối tượng trong hình vuông, đó là bố cục đấy. Và khi mà làm được điều đó, có nghĩa là bạn thành công. Được chưa? Hồi xưa tôi tưởng là ông thầy tôi dạy tôi là những cái thứ mà ôi sao dạy những cái thứ chả liên quan gì cả. Nhưng về sau là càng lớn thì càng thấm thía những cái thứ mà thầy đã dạy của mình. Đó, nên là tôi cực kỳ tôn trọng những cái giá trị đó. Nhá. Là các bạn nhìn vào đây, lúc này chúng ta muốn copy ra một đối tượng, chúng ta làm giải pháp như sau là Ctrl C là copy và Ctrl gì F là copy lên trên. Và sau khi copy lên trên thì tôi sẽ kéo từ dưới lên trên đây với một tỷ lệ như thế này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một là màu đậm, hai là màu sáng để tạo ra cái gì sắc độ. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và trong một bản thiết kế thì cần nhất là cái gì? Là sắc độ. Sắc độ có đậm chưa? Có sáng chưa? Tỷ lệ có chưa? Có to chưa? Có nhỏ chưa? Nhưng lại chưa có vừa. Có sắc độ đậm rồi, có sắc độ trung gian rồi, nhưng lại chưa có sáng. Các bạn thấy không? Nên thiết kế người ta cần nhất là gì? Sắc độ và tỷ lệ là vì thế. Và lúc này tôi dùng một giải pháp tiếp theo cho các bạn nhìn này. Tôi phóng to lên. Tôi chọn đối tượng này là đối tượng gốc. Và tôi làm thao tác như sau. Ctrl C là copy và Ctrl B bỏ là copy xuống phía dưới đối tượng gốc. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi copy xuống dưới xong thì tôi kéo luôn ra ngoài cho các bạn nhìn. Nhìn thấy kéo ra ngoài chưa? Và ở đây nó có hai đối tượng số 1 là phía trên và đối tượng số 2 là phía dưới. Nhưng do hai đối tượng này nó có màu giống nhau nên các bạn nhìn thoáng qua sẽ không có điều gì thay đổi cả. Chính vì vậy tôi chọn vào đối tượng dưới và tôi chọn một cái màu nó đậm hơn so với màu phía trên.
là ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có ba sắc độ, đó là đậm, trung gian và sáng. Tỷ lệ có to, vừa và bé. Đầu tiên cứ nhập môn là mình cứ đi từng bước một cơ bản như vậy đã. Còn sau này sáng tạo hay không thì móng chắc rồi thì đi cái gì cũng được. Lúc đó chúng ta có thể học hỏi từ bản thân của mình, học hỏi từ bạn của mình, học hỏi từ nước ngoài, học hỏi từ trong nước. Đúng không ạ? Thì cứ miễn sao chúng ta phải tiến lên chứ chả bao giờ tụt lùi được rồi. Rồi cũng tương tự như vậy, với cái giá trị này tôi thu nhỏ xuống, tôi lại copy ra một đối tượng mới cho các bạn bằng cách nào? Vậy thì copy nó bằng cách nào nữa? Tôi tích vào đây. Trong AI chúng ta dùng phím Alt trên bàn phím thì ngay lập tức cái mũi tên của chúng ta chia làm hai. Ví dụ đang là phím V là mũi tên đen, ấn vào Alt thì có phải là vừa đen vừa trắng ạ? Nó báo hiệu cho bạn biết là tôi sẽ copy được. Và muốn copy sang trái hay sang phải thì giữ phím Alt kéo sang phải sang trái. Có nhìn nào ạ? Và tất nhiên kéo sang đây gọi là copy, nhưng giữ thêm phím Shift gọi là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Thế thôi. Và tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm tiếp cho các bạn. Nào, Ctrl cộng. Nha, các bạn nhìn ở đây. Và tiếp theo, các bạn sẽ nhớ cho tôi một điều như sau là cái đối tượng của chúng ta đang có một cái khổ giấy màu trắng, nhưng chúng ta muốn làm full toàn bộ cái nền của chúng ta màu trắng, thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift H. Biết Ctrl Shift H không ạ? Nào, Ctrl Shift H. Như này là full hết này. Ctrl thì các bạn có thể ấn vào comment nhá. Được chưa? Ví dụ trên máy Mac là như vậy. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ nhìn vào đây. Tôi tích vào đây một đối tượng cũng là phương pháp đấy. Tôi lại ấn vào Ctrl gì? Tôi chọn một cái màu tím đi. Được không ạ? Rồi. Phóng lên bằng Ctrl cộng. Làm giữ phím cách kéo đây để đến vị trí quy định. Cho nó dễ dàng. Ctrl trừ thu nhỏ. Đấy. Thế này gọi là làm chứ. Rồi tiếp theo này, tích vào đối tượng, ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc, rồi tôi đẩy lên nhảy được không ạ? Nhìn chưa? Và tất nhiên sau khi đẩy xong nhảy thì các bạn được quyền chọn cho tôi một cái màu tím sáng hơn. Và cũng tương tự như vậy, tôi lại tích vào đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl B bò là copy xuống dưới đối tượng gốc. Và tôi lại cầm đối tượng này, lại kéo ra bên phải. Và tất nhiên, trong quy trình này các bạn một là chọn màu cho tôi. Ví dụ chọn màu nó trầm hơn, nhìn thấy màu trầm hơn chưa? Đấy, nhìn nhá, nhìn hình chưa? Ấn OK. Cũng tương tự như vậy, tôi lại tích vào đây, tôi lại ấn vào Ctrl C, lại Ctrl B, lại tiếp theo một lần nữa, lại copy xuống dưới một lần nữa. Và cái này thì các bạn hãy chọn vào đây cho tôi, lại chọn vào đậm hơn tí nữa. Nhìn thấy đậm hơn chưa? Người ta gọi là luyện sắc độ đấy ạ. Và tiếp theo một cái nữa thì có phải tích vào đây thì có phải chọn vào đây không? Người ta sắc độ người ta phải có đậm, trung gian và sáng, tỷ lệ to, vừa và bé luôn luôn là cái thứ mà chúng ta đang làm. Thì đây là một cái cảm giác các bạn có thể làm ra một cái gì phong bì thư, đây là nắp của phong bì thư. Các bạn có thể làm ra một cái card visit khi chỗ này đặt logo và tên là tên công ty, đây là địa chỉ và điện thoại email. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Cái vị trí đất của đối tượng khi hạ cánh là rất quan trọng. Rồi. Tiếp theo cũng là một tiêu chí này, nhưng mà tôi muốn tạo ra một cái ngẫu hứng cho các bạn về cũng là tư duy về nhịp điệu trong thiết kế. Người ta có cái gì á, nó có ngắn dài cao thấp thì đây tôi sẽ cho cái này, tôi tích vào nó, tôi kéo lại như này, tôi có ngắn hơn đâu ạ, tôi tích vào đây tôi lại cho cái này ngắn hơn nữa được không ạ? Nhìn chưa, đây ngắn dài cao thấp đấy, nhìn chưa, thì đây gọi là ngắn dài. Và cái này có thể tạo ra bố cục được không, nhìn thấy bố cục chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi lại copy đối tượng này xuống dưới thêm lần nữa, Ctrl trừ. Giữ phím Alt kéo từ trái qua phải đẩy vào đây. Cái này chúng ta hãy chọn xanh lá cây đi đến Vietcombank. Và tất nhiên muốn lấy được Vietcombank màu của nó thì bằng cách nào? Nên trên mạng search logo Vietcombank, dùng bút y chỉ vào lấy cái màu của nó thì có phải chính xác không? Và các bạn nhớ một điều rằng trong thiết kế đồ họa của chúng ta dùng màu xanh lá cây là khó nhá. Nên tốt nhất hãy tham khảo những thương hiệu nổi tiếng khi dùng màu xanh lá cây để copy được cái tông màu của họ, thì như thế thì chúng ta làm mới đẹp được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo này, Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc, tôi đẩy từ dưới lên trên và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Nhìn chưa? Màu xanh lá cây này mà dùng non quá thì nó trở thành rất là dở màu và chua. Người ta gọi là màu chua đấy nha. Đấy, trong mỹ thuật của tôi thì thường thường là các thầy nói ui sao mày dùng màu chua thế, màu khú thế đấy,
Và tất nhiên nó không đẹp là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Nhưng cuộc đời của các bạn sẽ đi gặp còn nhiều khách hàng còn dùng màu chua hơn, vẫn dùng được, đúng không ạ? Nào tiếp theo này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi là Ctrl C là copy và Ctrl B là copy xuống phía dưới tôi tưởng gốc. Và lúc này tôi kéo xuống như này, nhìn thấy kéo xuống chưa? Thay cho việc bạn phải chọn một cái tông màu bên tay trái thì trong Windows của chúng ta có một cái tính năng rất là hay, đó là opacity. Nhìn opacity chưa? Bạn chỉ cần gõ vào đây cho tôi 50% enter thì tự khắc nó giảm độ đi, nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo mình lại tích vào đối tượng này, lại ấn vào Ctrl C, Ctrl B, lại kéo xuống phần phía dưới thêm một lần nữa. Chúng ta gõ vào đây là giá trị 30%, thì có phải tự nhiên nó sẽ chuyển độ chúng ta cực kỳ mượt mà không ạ? Hiểu cái opacity chưa? Rồi tiếp theo chúng ta đã quen với giá trị là làm từ trái qua phải, từ trên xuống dưới rồi, thì bây giờ lại chọn vào đối tượng, lại giữ phím man, lại copy sang đây. Chúng ta hãy chọn một cái màu tên là nâu. Tôi sẽ copy cho các bạn bằng Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi kéo từ trái qua phải với tỷ lệ bằng 1/3. 1/3 là một trong những tỷ lệ vàng trong thiết kế. Hoặc 2/3 trong thiết kế. Và cái này có cần phải tính chính xác một cách tuyệt đối không? Thì đôi lúc nói thật cho bạn biết cũng vừa vừa thôi. Chứ đừng quá máy móc, bởi vì những cái người mà học máy móc quá thì sẽ rất vất vả. Bởi vì thiết kế của chúng ta luôn luôn bị khô cứng. Em biết tại sao mỹ thuật này thỉnh thoảng phải đi uống trà đá và đi phải ngắm được những cái cô gái xinh đẹp trên đường chưa? Bởi vì cuộc sống người ta mới phiêu được. Em hiểu chưa? Chứ bây giờ cứ bảo nói một là một này, hai là hai thì chết đấy nhá. Phải làm nó mượt mà đi. Cuộc sống nó thăng hoa để làm thiết kế nó mới đẹp được nhá. Thỉnh thoảng phải đi chơi các bạn nhá. Nào, tích vào đây. Ok, chọn màu thôi. Đó rồi, tiếp theo phần thứ hai này, các bạn nhìn này. Với tỷ lệ này, bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl B là copy xuống dưới thôi đường gốc. Và chúng ta sẽ kéo đối tượng này ra và gõ vào đây là 50%. Và cũng tương tự như vậy, tích vào đây Ctrl C, Ctrl B và đẩy vào đây nữa thì chúng ta sẽ có giá trị bằng 30%. Và các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhá, là khi thiết kế thì nguyên tắc những cái giá trị về chuyển độ như này nó là chi tiết phụ. Mà đã là chi tiết phụ thì tuyệt đối là không bao giờ được quyền cho nó to đùng ra như thế này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nó chỉ là trang trí thôi, nó chỉ là sắc độ thôi, được chưa? Và chính cái việc thiết kế của chúng ta trong trường, về mỹ thuật người ta hay dạy là gì? Em ơi, em thiết kế nó phải có nét mảng biểu tượng, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là nét, đây là mảng đây rồi rồi. Bây giờ chúng ta có nét bằng cách nào? Đây, tôi cho các bạn xem. Thiết kế là phải có nhịp điệu, nên tôi sẽ vẽ một cái hình vuông theo chiều dọc như này. Nhìn đây, theo dọc chưa? Rồi vẽ nhỏ xíu này được không ạ? Và nhỏ như này thì có phải được quyền gọi là hình chữ nhật không các bạn? Đúng không? Và muốn kiểm soát được nó thì có phải ấn vào Ctrl cộng không? Nhìn thấy Ctrl cộng chưa? Thì to nên mới dịch chuyển cho đúng. To nên mới dịch chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới được không ạ? Các bạn hiểu quản lý những cái thằng nhỏ chưa? Người ta sinh ra Ctrl cộng để quản lý những đối tượng nhỏ và đưa nó đến vị trí một cách chính xác. Rồi, và lúc này các bạn chỉ cần tích vào đây và tôi cho nó màu sáng lên. Nhìn thấy màu sáng chưa? Và lúc này chúng ta có một sự trang trí như sau. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình biểu tượng này. Tôi sẽ giữ shift, tôi đặt vào đây. Các bạn có thấy tự nhiên tôi có hình này chưa? Đây là một sự trang trí đấy. Đấy, các bạn có nhìn không? Tất cả mọi thứ mà cứ vạch, vạch, vạch từ ngang sang thì cái mắt nhìn của các bạn nó sẽ bị buồn. Nên chính vậy tôi sẽ tạo ra nhịp điệu bằng cách như sau. Tôi lại chọn vào đối tượng này. Tôi giữ phím An, tôi copy lên đây được không các bạn? Copy lên được không ạ? Và sau khi copy xong thì đỡ về nhà bảo thế ơi, nhưng mà cái này em muốn ngắn lên một tí được không? Ok, phóng to Ctrl cộng. Biết Ctrl cộng chưa? Nào, biết Ctrl cộng chưa? Nào. Nhìn Ctrl cộng chưa? Và sau khi Ctrl cộng xong phóng to lại Ctrl cộng tiếp, lại phóng to lại Ctrl cộng tiếp, lại dùng phím cách này đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên như này. Thì phải cầm cái này và nuôi nó lại như này không ạ? Hiểu cách này chưa? Và biết phím Z không? Biết phím Ctrl cộng không? Biết phím Ctrl trừ không? Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ. Dùng phím cách là dịch chuyển sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Thấy quan trọng không? Và lúc này có nhiều người lười bảo là thầy ơi, vậy thì tại sao em lại không chơi trò này, em cầm đối tượng này em giữ phím An là copy xuống dưới nhỉ? Như này có được không em? Và cái này tôi gõ vào đây giá trị là 80%, 70% được không? Bởi vì sao? Cấp độ 2
sắc độ phải xuống là một độ 70% được không em? Thấy chưa? Còn nếu mà bạn nào kỹ tính hơn nữa thì phóng to lên căn trung cộng nhá. Nào dùng phím cách, cầm cái đối tượng này đặt đúng giữa cho tôi. Đấy, kỹ tính thì làm như ai? Thấy chưa? Rồi, căn chuẩn trừ thu nhỏ lại. Và cũng tương tự như vậy, tôi này chọn vào đối tượng này, chọn vào đây giữ phím man kéo vào đây, tôi có được thằng số 3 và tôi cũng chọn vào vị trí là 50% luôn. Nhìn 50% chưa? Và lúc này các bạn sẽ phóng to cho tôi. Và phóng to để làm gì ạ? Chúng ta sẽ chọn đối tượng này tích vào đây và cầm đối tượng này kéo xuống dưới. Và cầm đối tượng này giữ phím man copy sang đây ạ. Và cái này tôi gõ vào đây là 50 thì có phải là tự khắc chúng ta làm được cái này không? Được chưa? Thế là chúng ta đã tạo ra một cái khung hình có thể thiết kế cho việc bên này dùng chữ, bên này dùng ảnh được. Copy tiếp theo, giữ phím man copy ra. Theo thông lệ bình thường, chúng ta có thể chọn một đối tượng ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Chúng ta kéo từ trái qua phải cho tôi. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu sáng, màu trắng. Và sau khi chọn màu trắng xong, tôi đã để opacity rơi tầm khoảng 15%. Bởi vì nguyên tắc của background là không được lấn át hình chính, nên tôi để độ mờ nó bằng 15%. Hiểu cái này chưa? Phóng to căn chân cổ. Sau khi đã có một cái xong, chúng ta chọn vào đối tượng giữ phím man kéo sang phải. Shift là thẳng hàng, kéo sang phải là copy sang bên tay phải. Và sau khi copy sang tay phải thì bạn chỉ cần dùng một cái tổ hợp phím là Ctrl D, nó sẽ nhắc lại cái lệnh bạn vừa làm. Ctrl D là nhắc lại. Được chưa? Thử nhá, Ctrl D này. Thấy chưa? Em thấy không? Thiết kế nhanh hơn hẳn so với việc Illustrator Photoshop của các bạn. Và tất nhiên cái này thì các bạn chỉ cần đặt một cái logo vào đây là xong. Đây là mặt trước của cả widget. Mặt sau là cái việc khác đúng không? Ok, tiếp theo tôi lại thu nhỏ lại. Tôi lại giữ phím man, tôi lại copy ra cho các bạn. À, với cái phương pháp này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu khác. Tôi chọn màu đỏ đi. Chưa có đỏ thì dùng đỏ. Nào. Lúc này tôi sẽ chọn đối tượng, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi chọn màu trắng. Và tôi cũng tương tự như vậy. Tôi gõ vào đây là 15%. Tôi kéo từ dưới lên trên để cho nó bé thôi. Được chưa? Sau khi đã có xong, tôi sẽ chọn đối tượng này, tôi giữ phím an kéo xuống dưới là copy, giữ shift là thẳng hàng, an shift là copy thẳng hàng xuống phía dưới. Và sau khi copy xong, tôi buông tay ra, tôi đã có. Và sau khi có xong thì ấn vào Ctrl D nhắc lại lệnh mình vừa làm cực kỳ chính xác. Thế được cái này chưa? Thế là chúng ta đã có được phương án tiếp theo, đó là gì? 1 2 3 4 5 6 6 phương án background cho thiết kế một cái ấn phẩm nào đó ở dạng cơ bản. Và tiếp theo chúng ta có thể trang trí bằng cách nào? Giữ phím man chúng ta kéo xuống đây. Chúng ta có thể chọn một cái màu khác. Được chưa? Phóng to bằng Ctrl cộng. Ctrl C, Ctrl F và chúng ta kéo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên được như này không ạ? Kéo như này được không ạ? Và chọn cho nó một cái màu trắng. Tôi gõ vào đây là giá trị 80%. Sau khi làm xong, tôi sẽ làm tiếp theo một công đoạn nữa là Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc và tôi kéo này xuống dưới. Và tất nhiên lúc này dùng bằng tay, không dùng chuột nữa, bằng cách ấn vào nút mũi tên xuống dưới. Thấy chưa? Đôi lúc dịch chuyển bằng mũi tên có tác dụng hơn không? Cần gì cứ phải chuột nắm vậy, được chưa? Rồi, sau khi đã có một thằng này, giữ phím an lại copy lên thằng này một tí nữa và chúng ta dịch chuyển bằng chuột xuống tí nữa. Thế là tôi đã có được phương án tiếp theo, đó là trang trí đường viền. Có nhìn này không? Và cái này tôi có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F. Chúng ta lại kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái. Rồi, các bạn đã từng bao giờ nhìn thấy cái phím Y chưa? Phím Y là cóp màu được không em? Hiểu phím Y là cóp màu chưa? Vậy trong trường hợp này tôi dùng phím Y và tôi chỉ thẳng vào vị trí này thì có phải nó copy màu thằng này không? Đó, cần gì phải làm nhiều đâu. Đấy chưa? Photoshop không làm nhanh một cái này được. Rồi, Ctrl C, Ctrl F thêm một lần nữa thì lại kéo từ trái qua phải. Và thân dịch chuyển bằng tay sang trái. Rồi tiếp tục, tích vào đây, giữ phím man kéo sang phải được cái này. Các bạn có thể thiết kế vải được không ạ? Em biết in vải bên Ninh Hiệp chưa? Người ta có thể làm theo phương pháp này đó. Đấy, những cái vải bây giờ thì nhu cầu là chúng ta có thể in màu được. Được chưa? Được gói quà có được không? Tiếp theo, cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể chọn vào phương pháp là gì? Tập chuyển độ
về sắc độ bằng cách nào có thể trang trí, ví dụ phóng to. Tôi sẽ chọn một đối tượng vẽ vào đây là một hình chữ nhật, và để muốn vẽ được hình vuông thì phải giữ shift khi vẽ. Và nhớ là thầy đang mượn nhá. Tôi đang mượn công cụ hình này nhá. Rồi tôi chọn màu trắng. Và tôi lại nói cho bạn một cái khía cạnh nữa là trong Inut của chúng ta nó cũng có một tính năng rất là hay, đó là tính năng hòa trộn. Và muốn có tính năng thay cho việc tôi opacity đúng không? Nhưng cái màu này là màu trắng và dùng hòa trộn thì đôi, nếu không dùng hòa trộn thì nó bị bạc màu khi dùng opacity đúng không ạ? Thì bây giờ tôi cho các bạn xem là cách hòa trộn này. Bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào hai cái hình tròn đồng nhau. Nhìn hai hình tròn đồng nhau chưa? Và cái này có thể tạo opacity này. Tôi tích vào đây một cái thì các bạn có nhìn lên hòa trộn chưa? Nó có giống như là cái giá trị Photoshop không? Nhìn này chưa? Và lúc này tôi chọn vào overlay là gì? Làm sáng ảnh, đúng không? Được chưa? Còn nhớ cái này không? Rồi, khi tôi tích vào đây một cái thì lập tức các bạn thấy thay màu á. Và lúc này các bạn có thấy là đồng màu với nhau. Tôi chỉ gõ vào đây là đầu tiên là 80%. Có nhìn thấy cái màu này chưa? Có một cái. Bây giờ tôi cầm đối tượng này, tôi giữ phím man, tôi copy sang bên này thì có phải có hai cái. Và tất nhiên trong Inut nó cũng tính năng là bắt điểm, nên là bạn dịch chuyển và tự bắt hai điểm hai cái này với nhau. Tôi gõ vào đây là 60%. Thấy chuyển độ chưa? Từ 60% này tôi giữ phím man và tôi kéo thêm phím shift, kéo theo chiều chéo thì nó mặc định theo máy. Các bạn nhìn hai cái này giống nhau nhá. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn đối tượng này giữ phím man, tôi lại kéo sang bên tay phải. Tôi gõ vào đây là 40%. Và tiếp theo tôi lại chọn đối tượng này giữ phím man, kéo theo chiều chéo. Nhớ nha, kéo theo chiều chéo. Các bạn có thấy tôi kéo chiều chéo chưa? Có phải là copy theo chiều chéo không? An là copy, kéo theo chiều chéo và giữ shift thì nó theo đúng theo chiều chéo 45 độ 1. Và sau khi tôi copy xong thì tôi có thể được quyền dùng Ctrl D không các bạn? Ok, Ctrl D. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào đối tượng này, tôi giữ phím man, tôi copy xuống đây. Và cũng tương tự như vậy, tôi gõ vào đây là 20%. Thấy chưa, giảm độ. Tôi lại giữ phím man, tôi lại giữ gì, kéo theo chiều chéo và giữ shift. Được chưa? Và sau khi copy xong tôi ấn vào Ctrl D. Sau khi copy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một sự chuyển độ. Nhưng cái này không bao giờ vỡ hình được. Các bạn nhìn thấy phóng to lên nó nét căng chưa? Bởi vì nó là hệ vector. Là vì thế nên tất cả những phiên bản như thiết kế logo là người ta phải làm trên phiên bản của AI, không bao giờ làm trên phiên bản của Photoshop đâu nhá. Để người ta còn thi công bảng biển, người ta còn thi công cái khác, chứ không phải có nhiều người là dùng một ảnh toy đấy nhá. Rồi bây giờ thì trong trường hợp này tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái việc như sau. Như này, để muốn chọn được nhiều đối tượng, chúng ta chọn vào đối tượng số 1. Chúng ta muốn chọn thằng thứ 2 thì giữ shift. Muốn chọn thằng thứ 3 giữ shift. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn có nhìn thấy tôi chọn được tất cả thằng này chưa? Và lúc này nó sẽ ra một cái đường lưới bao quát xung quanh này là các biểu tượng. Thì các bạn chỉ cần giữ shift là kéo theo đồng dạng. Vim am là đồng tâm. Hiểu cái này chưa? Nên là các bạn khi kéo thì bạn có thể giữ shift là đồng dạng như này, thì có phải tự nhiên nhỏ góc này nó xinh xắn không? Vừa rồi các bạn có biết là tôi đang làm cho nó bị to quá không ạ? Rồi, còn cách thứ hai. Trong cái AI của chúng ta cũng có một cái tính năng rất hay, đó là khi bạn quét qua vị trí của tôi, có nghĩa là bạn chọn tôi. Bạn quét qua chỉ cần hơi một tí thôi, bạn vẫn là chọn tôi. Ví dụ bạn nhìn này, tôi quét qua như này phát là được luôn cả hai thằng này. Nhìn chưa? Cần thì phải quét qua hết đâu. Đấy, nhìn nhá. Vậy thì tôi quét qua nhà này có phải đồng nghĩa việc tôi chọn hết cả cái background không? Các bạn nhìn tôi chọn các background chưa? Nhưng mục đích của tôi là tôi muốn chọn 3, 4 thằng này cơ mà. Thì làm một cách nào thì các bạn nhớ nhá. Nhìn này. Chọn vào đây, shift là chọn thêm. Nhìn nhá. Chọn vào đối tượng số 1, giữ shift chọn vào đối tượng số 2, chọn thêm chưa? Thì ấn shift thêm một lần nữa thì có phải là trừ không? Nhìn này, chỉ chọn một thằng chưa? Vậy trong trường hợp này tôi quét qua toàn bộ tất cả đối tượng này, tôi chỉ cần giữ shift tôi tích vào thằng background thì có phải nó sẽ loại trừ thằng này không? Thì có phải tôi chọn được thằng này chưa? Nên đây là một trong những cái kinh nghiệm để các bạn khi chọn vào đối tượng nhiều thì bạn nên chọn theo phương pháp là cái đôi. Và lúc này sau khi to rồi tôi sẽ làm sao? Tôi giữ shift tôi kéo thu nhỏ lại và tiếp tục lại công cuộc đó là copy tiếp. Được chưa? Rồi tôi chọn vào đối tượng số 1, giữ phím man copy xuống dưới. Và chắc chắn cái này sẽ chọn là 10. Tiếp theo giữ phím man copy theo chiều chéo.
sau đó dùng Ctrl D. Tiếp theo giữ phím Alt copy sang bên tay phải, bạn gõ vào đây cho tôi là 5 và giữ Shift, giữ phím Alt copy ở đây là Ctrl D. Đấy, các bạn có thấy là tự khắc tôi sẽ có chuyển độ này không ạ? Thì đây cũng là một trong những phương pháp để chúng ta có thể làm gì? Trang trí một đối tượng. Thì các bạn hiểu về lệnh copy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, chúng ta lại ngồi lại thực hành tiếp cái này cho tôi nhá. Nào các bạn nhìn này, với những cái bố cục mà chúng ta xây dựng từ file AI thì lại cực kỳ có giá trị đối với file Photoshop của chúng ta. Và các bạn có thể được quyền chọn cho tôi một giải pháp là bật Photoshop, đúng không? Và khi bật file Photoshop lên thì các bạn nhớ là các bạn tạo ra bố cục bằng hình gì? Hình vuông, hình vò góc các bạn không làm được, đúng không? Đúng không? Nhưng Inkscape lại làm được rất là nhanh. Ví dụ các bạn hay chọn một phương pháp là chọn file, chọn vào biểu tượng là tạo ra một khổ giấy mới và có chiều là một chiều là 900, một chiều là 603, 150 và tiếp theo thì vẫn ok. Các bạn đồng ý tôi file này chưa? Và lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi có AI của tôi đây, tôi file AI đấy. Bạn thích cái nào nó được cái đấy. Ví dụ trong trường hợp này tôi thích cái này. Các bạn nhìn thấy file này của tôi không ạ? Tôi có thể cầm cái này tôi nôi ra ngoài. Tôi cầm tôi kéo cho bạn nha, tôi quét tôi đây. Nhìn quét qua chưa? Bạn có giải pháp là ấn vào Ctrl C, biết Ctrl C không ạ? Và sang file Photoshop chỉ việc làm mỗi thao tác là Ctrl V thôi. Biết Ctrl V chưa? Và khi Ctrl V xong thì các bạn nhớ là đừng ấn OK vội mà hãy chọn cho tôi một phương pháp như sau. Một pixel là tồn tại dưới dạng ảnh là không có chỉnh sửa gì hết. Nhưng nếu mà bạn tồn tại dưới dạng Smart Object thì bạn yên tâm một điều rằng bạn thay đổi bên AI thì bên này cũng thay đổi theo. Đấy là vậy ạ. Nhìn chưa? Và nhớ nhá, Smart Object ấn OK và tất nhiên tôi đã có file thiết kế rồi. Tích vào đây, thấy chưa? Ngon không? Enter. Và lúc này chúng ta sẽ đưa giải pháp này. Và cái này nó được cái hay là ấn vào Ctrl T phóng to là bằng gì? Phóng to có bây giờ bị sao đâu. Nhìn này chưa? Đây thì tôi mang cả cụm sang nhá. Còn bình thường tôi chỉ mang cái này thôi. Bởi vì cái này thì sau này tôi sẽ làm trích đoạn cho cái phần thiết kế. Giống như cái đây là người thì bên này là hồ, được chưa? Rồi bây giờ tôi ấn vào Ctrl O. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn một thằng người như sau. Đó là người như thế này. Được chưa? Tôi ấn Open. Nhìn thấy người chưa? Và sau khi đã có người xong, tôi được quyền ấn vào Ctrl E là chọn hết này, Ctrl C là copy nó này. Và sang file thiết kế thì có phải tôi ấn vào đây không? Ctrl V nhá. Và lúc này các bạn có đồng ý với tôi là cho cảnh chui vào thì có phải ấn vào Ctrl Alt G thì có phải cái thằng này chui vào? Em có thấy nó chui vào opacity được chưa? Nhìn opacity của tôi chui vào chưa? Đây ạ. Có nhiều người bảo cái khung hình này được rồi, ok, nhìn nhá, bây giờ chúng ta chơi trò này, chúng ta có thể tắt cái file này đi. Nhìn tắt file chưa? Tắt luôn. Sau khi tắt xong thì làm sao? Trong cái file Photoshop của chúng ta, đây là Smart Object, đây là cái khung của nó đấy. Thì bạn chỉ cần tích đúp vào cái khung này thôi thì nó quay trở về Inkscape cho các bạn. Nhìn nhá, tích đúp vào đây. Nhìn nó quay lại chưa? Nó nằm đâu đây? Đây. Ok, thế là ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ giảm cho bạn xem nhé. Tôi chọn một cái khung này nó không phải là màu xanh nữa mà tôi giảm độ là 80%. Thấy chưa? 80% chưa? Thì có phải nó sẽ mờ hơn thằng này không? Và lúc này tôi chọn vào file và tôi chọn vào save nó lại. Thì ngay trước bên Photoshop sẽ nhận theo. Nhìn nhá, Photoshop của tôi đây. Nào. File. Chọn vào save as. Được chưa? Đây tôi tích vào đây. Không biết đã dính chưa? Nhìn chưa? Đâu rồi? Tích vào đây. Không biết đúng chưa? Không biết. Nào bây giờ tôi sẽ làm lại thêm một lần nữa. Tích vào đây cho các bạn. Tôi sẽ chọn vào 50 đi. 50. Chọn vào File. Rồi chọn vào Save As. Rồi sau khi Save As xong thì tôi sẽ chọn vào sang Photoshop. À các bạn biết tại sao nó không làm được điều này không? Bởi vì chúng ta chưa lưu file này lại. Các bạn hiểu cái này không ạ? Ok, tôi sẽ tạm thời tôi tắt bỏ cái này đi trước nhá, được chưa? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ lưu cái file Photoshop này bằng cách như sau. Nào, Ctrl S. Và tôi sẽ để ra ngoài desktop và tôi sẽ ghi là 12345. Rồi. Bây giờ tích đúp lại nhá. Thế nó tự nhảy chưa? Chọn vào đây, gõ vào cho tôi giá trị là 50 phần khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? 10.
xem là nó có à, cái miếng này nó không tác dụng nhá, nó có hai miếng nhìn thấy chưa. Chúng ta sẽ chọn là khoảng 100 cho nó hết này đi. Tôi sẽ phóng to này, tôi gõ vào đây là miếng màu trắng, nhìn miếng màu trắng chưa. Tôi sẽ chọn vào đây là 50%, cái này bên trong thì tôi sẽ gõ vào đây là khoảng 60%, 70%, được chưa? Có phải hai cái này đều mờ đi không ạ? Và tôi chọn vào file và tôi xếp ad lại thì ngay tức bên Photoshop tôi sẽ làm sao ạ? Nhận theo, nhìn cái hình này nó mờ theo chưa. Rồi bây giờ tôi lại sang file AI, tôi lại tích vào vị trí này. Nếu tôi dùng phím A thì bạn nhìn này, tích vào đây một điểm nha, tích vào đây một điểm. Con nhìn này, tích vào đây một điểm thì nó sẽ có biểu tượng tròn này. Kéo đây thì có phải tròn góc không? Nhìn này, tích vào đây nhá, nhìn thấy tròn này chưa? Kéo vào đây, dùng phím A tích vào điểm góc của đối tượng thì sẽ vo góc được góc. Tích vào điểm này vo góc được góc. Tích vào điểm này vo 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 góc được không ạ? Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Và sau khi làm xong tôi được quyền chọn vào file và tôi lại chọn vào save as thêm một lần nữa thì bạn yên tâm một điều, Photoshop tôi cũng vo góc như thế. Hay không? Và thậm chí là bảo là thôi thầy ơi bây giờ em muốn thay đổi không khí được không ạ? Được, thay đổi không khí thôi. Chúng ta chơi một tròn làm sao tôi vẽ ra một cái biểu tượng hình tròn tôi đặt vào đây được không ạ? Được chưa? Cho cái điểm gì ạ? Cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái giống Photoshop không? Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải lên trên tất cả. Bên trái là xuống dưới, bên phải là lên trên. Và xuống dưới tất cả như này thì có phải tôi sẽ chọn được cái này, tôi xóa một phát đi. Quét qua tất cả này. Giữ Shift loại trừ nền. Có đúng không? Vừa rồi vừa tôi dạy chiêu này chưa? Xóa đi bằng đen đấy. Thế còn hình tròn đúng không? Thì có chơi chọn là file, chọn là save as được không ạ? Save as nhá, save as. Và lúc này sang Photoshop thì các bạn thấy là cái này biến thành hình tròn. Thấy là hình tròn chưa? Rồi, bây giờ tôi được quyền nó chọn vào đây. Tôi cầm này, tôi kéo lui sang này được không ạ? Tôi ấn vào Ctrl F. Được chưa? Và thử sang Photoshop xem nào. À, vậy thì tôi lui sang này được không ạ? Lui sang này cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi, đã được khung không? Bây giờ sang AI này. Cái AI này của chúng ta có thể chơi một cái trò như sau là tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Biết Ctrl C, Ctrl B là gì không ạ? Là copy xuống phía dưới. Và copy xuống dưới thì tôi phóng to luôn cho các bạn. Bằng phím A là đồng tâm, Shift là đồng dạng. Và tôi gõ vào đây 50 được không ạ? Thì 50 chưa? Sau đó tôi lại tích vào đây, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl B. Tôi lại copy thêm một nữa vào đây. Và tôi gõ vào 30 được không ạ? Các bạn thấy không? Thấy làm bên AI chưa? Và lúc này chúng ta chỉ cần chọn file rồi chọn Ctrl F. Và sau khi Ctrl F xong thì bạn nhớ là bên AI của chúng ta sẽ làm sao? Đó, nhìn thấy Photoshop chưa? Nhưng nó còn kinh khủng hơn khi mà chúng ta dùng trên AI thì nghĩa là sao? Chúng ta tích vào đây nhá, nhìn này. Tôi sẽ dạy cho các bạn AI này, nhìn này. Trong file AI của chúng ta được quyền đảo vị trí giữa nét và hình với nhau. Đây là màu của hình là màu trắng đúng không? Và viền của chúng ta là viền gì? Là không có đúng không? Bây giờ tôi muốn đảo hai vị trí này cho nhau thì có phải là tôi để cái viền này là màu trắng và hình là mất không? Vậy thì người ta dùng công cụ Shift X. Nhớ nha, Shift X trên bàn phím của các bạn là tự khắc nó đổi. Nhìn thấy viền chưa? Nhìn viền chưa? Và sau khi trở thành viền xong tôi lại chọn vào file, tôi lại chọn vào Save As thêm lần nữa thì Photoshop tôi cũng nhận theo. Nhìn thấy viền chưa? Đúng không? Và sau khi đã có một cái viền xong thì được quyền chọn AI này, chọn vào đây, chọn vào này đúng không? Có thể chơi trò copy được không ạ? Ctrl C, Ctrl F, sau đó giữ phím Alt kéo vào trong được không ạ? Và cái bên ngoài tôi gõ vào đây là 30% hoặc 20% thì có phải là cái trong này rõ hơn cái ngoài mà. Save As bằng Ctrl S này, Save As Ctrl S nhá. Nhìn chưa? Thì bên Photoshop cũng nhận theo. Có nhìn thấy cái này không? Bạn tạo viền khó. Rồi tiếp theo này, trong Photoshop này, trong Inode này có thể chơi một cái trò như sau là chọn cái này bỏ đi. Thì trong AI của chúng ta nó có tính năng biến cái nét liền trở thành nét đứt được bằng cách chọn vào đối tượng. Thứ hai, bạn chọn vào chốc, nhìn thấy cái chốc chưa? Nên tôi đang nói sự liên thông giữa hai phần mềm nó cực kỳ khủng khiếp. Tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ chọn vào đây, thuộc tính này. Khi tích vào đây một cái thì ngay tức chúng ta sẽ biến hoàn toàn nét này trở thành nét đứt. Nhìn nét đứt thô chưa? Nhìn thô không?
Và cái này thông số càng bé thì nét đứt càng đẹp. Vậy thì tôi gõ vào số 2 được không ạ? Nhìn nét đứt chưa? CVS được không ạ? Ctrl+S lại. Thì ngay lập tức bên Photoshop cũng có nét đứt. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá. Trong Photoshop là vứt cái này thì không thích lắm. Nhưng cái này nó làm được cái gì? Nhìn này. Chúng ta có thể chọn vào Effect. Chúng ta có thể chọn vào biểu tượng đó là Deep Top Transform và chúng ta chọn vào zig zag. Có nghĩa là tạo ra răng cưa của cái mép của đối tượng ấy. Cái mép đối tượng đang là tròn mà. Bây giờ chúng ta tạo răng cưa được không? Mà răng cưa này đều nhau. Thì tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Cái này nó có hai phương pháp cho các bạn. Đây là độ nông sâu của zig zag. Nhìn nông sâu chưa? Rồi, phần thứ hai đó là đây là số lượng của zig zag kéo nhiều này được không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, kéo đây, kéo đây, kéo đây, được chưa? Đấy. Rồi, vậy thì số lượng zig zag ít thôi. Tiếp theo. Cái zig zag này em không thích nó cứng như này mà em thích nó mềm cơ thì chọn smooth. Nhìn thấy smooth chưa? Mềm luôn. Và lúc này chúng ta lăn chuột xuống đây, lăn chuột xuống một tí nữa, nhìn chưa? Thấy cái chỗ này chưa? Thế là mềm được ngay đúng không? Ấn ok và lúc này chúng ta lại chọn là file, chọn là save as. Thì bạn nhớ là Photoshop của chúng ta có thể trang trí nhảy không? Tôi nói cho bạn biết Photoshop là không làm được cái này luôn. Chứ không phải là theo kiểu vậy làm được thì muốn làm được phải làm gì? Phải biến cái khung này từ bên AI chuyển sang. Đúng không? Vậy thì các bạn có thể bố cục bạn lên độ. Ok. Tiếp theo. Trên AI lại thích là theo kiểu hơi phủi tí thì Ctrl Z này. Bởi vì trong AI nó có tính năng dùng bút. Dùng bút bằng cách nào? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Bút đây hả? À? Nhìn bút này chưa? Tôi đang nói nha. Và các bạn nhìn này. Nếu muốn dùng bút ở trong AI thì buộc này phải ấn vào quyển sách. Tôi đang nói sự liên thông thôi. Tôi sổ xuống thì ở đây là bút của nó nhiều không? Nhiều chứ. Chọn một cái đại đi. Cần gì phải nhớ đâu. Chọn một cái. Và lúc này bút mũi tên có thích không? Sự kéo này xuống. À, mũi tên em không thích lắm đâu thì em nhìn lên nút next chưa, tích xong cái lại có bút khác, tích xong cái nữa có bút khác. Họa tiết hoa văn có thích không em? Nhìn họa tiết hoa văn chưa, nhìn đường viền chưa, và trong cái đường viền này tôi được quyền sao? Ô, cái nét viền này nó đang là số 1 mà, vậy thì em có thể tăng lên là số 2, số 3, số 6 được không ạ? Nhìn này chưa? Ok, sau khi làm xong này mình có thể xếp S lại được không ạ? Tôi thề với các bạn làm những cái biểu tượng bánh ngọt của kiểu hơi 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 kiểu hơi cung đình một tí người ta có thể làm này, Ctrl S, Save S lại đúng không? Thì lúc này các bạn có nhìn Photoshop tôi có được này không? Đấy tôi hỏi bạn là Photoshop vẽ lên bao giờ mới được cái này? Chắc có lẽ là không vẽ được, vẽ vất vả lắm. Và cái này các bạn cũng biết là những cái file AI mà làm như này thì có phải chuyển sang mấy cái bạn mà làm về bảng biển hoặc là thậm chí là những cái đường viền đúng không ạ? Thì người ta mới làm được. Người ta mới cắt CNC được. Hiểu không ạ? Rồi tiếp theo này. Sáng ấy em không thích cái này. Đấy, khó tính chưa? Next. Nhìn này. Nhìn thấy đường nét chưa? À, rất là nhiều đường nét, thậm chí là có quân cờ cái nét qua. Không thích cái này, thích qua nữa. Em có nhìn cái xước này chưa? Chọn một cái xước cho nó vui tính. Nhìn xước chưa? Và cái xước này có thể cho nó to lên bằng số 5, số 6. Nhìn thấy xước này chưa? Chọn từng cái một. Có thể cái này được không? Có thể cái này được không? Có thể là cái này được không? Có thể là cái này được không? Có thể là cái này được không? Nhìn cái xước này chưa? Và sau khi chọn xước này xong, bạn chỉ cần chọn là File, chọn vào Save As. Thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái ngẫu hứng rất hay cho các bạn. File, chọn S này. Nhìn Ctrl S chưa? Thì bên Photoshop nó cũng xước đúng như vậy thôi. À, chắc không? Nó làm được tất cả mọi thứ mà. Và tất nhiên sau khi sang file chúng ta lại next qua một cái nữa. Nhìn này chưa? Có thể chơi mờ, chơi rõ, chơi chấm, chơi phá, cái gì đó đều có hết. Thậm chí xước này được. Và tất nhiên nét to quá thì được quyền chỉnh làm sao? Số 1 được không? Kéo xuống nhìn thấy nhiều nét chưa? Nhiều loại nét khác nhau. Và sau khi chọn sang này thì bạn chọn nó file, lại chọn vào save as cho tôi. Thì bên Photoshop cũng nhận theo. Nhìn xước này chưa? Nhưng cái vị trí xước bên này nó lại nằm ở chỗ này. Có nhìn chỗ này chưa? Chúng ta có thể xoay được không ạ? Tôi muốn để cái bên ngoài như này được không ạ? Chọn file, save as lại. Được luôn này. Thấy không? Vẽ là không ra cái này được không nhá. Ok, tiếp theo này, lách qua này. Nó rất là nhiều thuộc tính về nét. Ví dụ vết nét này cũng là một nét này. Chọn file, chọn save as. Là lúc này sang Photoshop của các bạn nhìn thấy nhá.
Nó trang trí quá nhanh luôn. Và thậm chí là những cái chữ của các bạn có thể đưa sang cũng dùng Smart Object được, thì bút của nó hoàn toàn là được như này hết. Đó. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp người ta gọi là chuyển hóa từ bên vị trí Photoshop chuyển sang. Bạn có bao nhiêu bố cục thì bạn nôi sang bên này đều dùng được hết. Opacity đọc được hết. Cái gì nó cũng đọc được luôn nhá. Hiểu cái đấy chưa? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi các bạn làm thôi. Đúng không? Nhìn này chưa? Và tất nhiên là khi mà tí nữa về thì tôi sẽ gửi cho bạn file này và file đấy để chúng ta luyện tập thêm. File này là sẽ gửi rồi, file kia thì phải xoay, xếp cắt kiếp thì chúng ta sẽ sau. Nhưng những cái gì các bạn làm được trước thì các bạn cứ làm cho tôi nha.